Chương 83, Thương Giang Kiếm Quyết Khiêu chiến Đặng Thanh Sơn Đặng Thanh Hổ không khỏi nín lặng. Trong lòng hắn Đặng Thanh Sơn chính là không gì không thể làm được. Nhưng dù sao Đặng Thanh Sơn ngày trước chỉ xông pha ở Nghi Thành, gặp được quá ít cao thủ. Mà hôm nay, chỗ này chính là địa bàn của Quyên Nguyên Tông, võ giả hậu thiên đỉnh phong đều có hàng tá. Bất kể là đám nhất lưu võ giả ngũ mạng, công dương khánh hay là đông đảo quân sĩ hắc giáp quân, đều ngưng thần quan sát cuộc chiến này. Có ý tứ. Gia các nguyên hồng nhìn thấy một màn này, tiếu ý trên mặt càng đậm. Vị lão giả tóc bạc áo đen tuổi tương đối lớn và vị tráng hán trắng rõi trong tứ đại thống lĩnh đều rất hứng thú quan sát, mà đôi mắt vị thống lĩnh tàn phong khá trẻ cũng hiếp lại, ánh mắt phản phất như lưỡi dao lạnh toát. Mà nữ thống lĩnh kia lại lặng lặng quan sát. Trên lôi đài, hai thanh niên cao thủ đứng ở hai đầu. Đặng Thanh Sơn, thân cao bảy xích bốn thước nội gia quyền tu luyện đến đỉnh phong thể hình cũng coi như tương đối cường tráng mà nhạc tùng chiều cao so với đặng thanh sơn không kém bao nhiêu nhưng phần vai nhạc tùng lại rộng hơn cánh tay cũng dài hơn cả người có vẻ càng cường tráng hơn chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra điểm khác biệt giữa hai người thương giang nhạc tùng sư phụ thương giang nhất kiếm hôm nay vừa mới xuất sư đến hát giáp quân của quy nguyên tông tiếp thụ ma luyện ở bên ngoài, ngoại trừ vài tuyệt đỉnh cao biết thương gian nhất kiếm có người đệ tử như này, có lẽ rất nhiều người còn không biết có một nhân vật như Nhạc Tùng. Nghi Thành, Đặng Thanh Sơn. Quái vật tuổi gần 16, thanh danh tương tự cũng không nổi bật. Dù sao thì Nghi Thành đệ nhất cao thủ vốn không đáng để khoe khoang. Hai thanh niên, ai mạnh hơn? Cả thao trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều quan sát hai người. Đặng Thanh Sơn hãy cẩn thận nhạc tùng tự tin cười rút thanh trọng kiếm màu đen sau lưng ra ra tay đi đặng thanh sơn tay cầm luân hồi thương bình tĩnh nhìn đối thủ ánh mắt nhạc tùng đột nhiên sáng rực cả người khí thế tuôn trào gầm nhẹ một tiếng đặng thanh sơn trước tiên tiếp phá lãng thức của ta chân hắn khẽ động rút ngắn khoảng cách với đặng thanh sơn trọng kiếm màu đen trong tay lại đơn giản chém thẳng một nhát rầm một cú chém thế mạnh lực mạnh Đằng Thanh Sơn trong lúc hoảng hốt dường như nghe thấy tiếng sóng biển, mà thanh trọng kiếm đã hạ xuống đỉnh đầu. Phá. Đằng Thanh Sơn đứng thẳng tại chỗ, tay phải khẽ rung, trường thương lập tức như độc xà xuất động, khéo léo chạm lên trọng kiếm khiến thanh trọng kiếm không tự chủ hơi nghiêng sang bên, nhưng vẫn chém về phía bả vai đằng Thanh Sơn như trước. Hả? Kinh đạo thực mạnh, thực quỷ dị. Đằng Thanh Sơn giật mình, vội nghiêng người né một kiếm này, thương pháp như ảnh tùy hình của ta không ngờ lại chẳng cách nào hoàn toàn hóa giải lực công kích khống chế hướng công kích của hắn kiếm pháp này quả nhiên có chỗ đặc thù người bình thường giao thủ với đằng thanh sơn thường thường vũ khí vừa chạm đằng thanh sơn đã thắng rồi nhưng lúc này đã xuất hiện vấn đề sao có thể đằng thanh sơn giật mình nhạc tùng kia càng giật mình hơn ta ở trong thương gian luyện tập kiếm pháp ngay cả dòng chảy ngầm của thương giang cũng không cách nào thay đổi thế kiếm của ta trường thương của hắn sao có thể có kình đạo mạnh như vậy được trong cảm giác của nhạc tùng mũi trường thương của thanh sơn tự như dòng xoáy nằm dưới đáy sông thương giang vừa va chạm kiếm thế lập tức bị ảnh hưởng chẳng trách tên ngưu triển kia vừa chạm vào trường thương của đằng thanh sơn vũ khí liền nghiêng xa như vậy trực tiếp thua luôn ta sớm đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất mà kiếm thế vẫn bị ảnh hưởng y như trước có điều ta không tin đặng thanh sơn có thể liên tục tiếp được phá lãng tam thập tam kiếm của ta nhạc tùng nhịp chân ảo diệu trọng kiếm trong tay chiêu trước nối tiếp chiêu sau chen 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 nhạc tùng vây lấy đặng thanh sơn không ngừng di chuyển vị trí phản phất như một con cá trong nước vô cùng linh hoạt mà mỗi nhát trọng kiếm kia đều là thế mạnh lực mạnh kiếm pháp thực quỷ dị đặng thanh sơn chỉ cảm thấy trọng kiếm của đối phương lần sau nặng hơn lần trước. Bồng. Bồng. Nham thạch dưới lòng bàn chân đằng thanh sơn xuất hiện một cái dấu chân, mỗi một lần di chuyển, bàn chân đằng thanh sơn đều xuất hiện một dấu chân. Thật ngoạn mục. Gia các nguyên hồng quan sát trận chiến này cười rộ lên. Phá lãng tam thập tam kiếm trong thương gian kiếm quyết, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Ban đầu mỗi kiếm chỉ có lực xung kích chừng vạn cân, sau đó càng ngày càng nặng có điều thương pháp đằng thanh sơn lại càng huyền diệu, cả người không ngờ lại dễ dàng hóa giải kinh lực xuống mặt đất, thân thể không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ riêng phần khống chế đối với kinh lực này, thực sự khiến người ta thán phục, không biết dưới dạng hoàn cảnh gì mới có thể tạo ra một thiên tài như thế nữa. Mượn lực hóa giải lực Đằng Thanh Sơn kiếp trước chính là tông sư nội gia quyền, đối với cơ nhục, gần cốt toàn thân sớm đã đạt tới đỉnh phong, đối phương thế mạnh lực mạnh nhưng kình lực mỗi lần đằng thanh sơn đều dễ dàng truyền dọc theo hai chân xuống mặt đất. Đằng thanh sơn này không ngờ một mực di chuyển trong phạm vi một trường. Lão giả tóc bạc áo bào kinh ngạc tán thán nói. Phá lãng tam thập tam kiếm của nhạc tùng mới sử dụng đến kiếm thứ 23, càng về sau lực đạo càng lớn. Ta không tin đằng thanh sơn này có thể dễ dàng phòng thủ trong 33 kiếm. Tàng phong thống lĩnh lạnh lùng nói, phá lãng tam thập tam kiếm uy danh rất thịnh cho dù là chính tàn phong cũng bắt buộc phải dùng toàn lực đối phó mới có thể ngăn cản không thể thoải mái như vậy được trên lôi đài thân hình nhạc tùng nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng kiếm thế lại nặng như núi một kiếm rồi lại một kiếm liên tiếp không ngừng chen 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 đặng thanh sơn vẫn di chuyển trong phạm vi một trường như cũ trường thương trong tay mỗi lần hơi chạm vào trọng kiếm liền thu lại mặc dù mỗi lần đặng thanh sơn đều lưu lại trên đất một dấu chân rất sâu nhưng bản thân đặng thanh sơn lại cười càng ngày càng đậm có thể sáng tạo ra kiếm pháp này thực sự là thiên tài kiếm pháp tựa như nước sông thao thao bất tuyệt kiếm này nối tiếp kiếm kia uy lực càng ngày càng lớn khí thế càng ngày càng thịnh thực muốn xem xem kiếm thế này lúc nào thì đến cùng kinh lực hai tay đặng thanh sơn sử dụng đều khoảng vạn cân ngoại trừ con dao lông nơi hàng đàm kia đến nay còn chưa ai có thể bức bách đặng thanh sơn sử ra lực lượng đáng sợ trong cơ thể. Kiếm thứ 32 rồi. Lực xung kích một kiếm này thấp nhất có mấy vạn cân, cao thủ hậu thiên đỉnh phong bình thường sớm đã bị chém chết rồi. Trường thương đặng thanh sơn khẽ xoay, lại một lần nữa ngăn cản một kiếm của đối phương. Kinh lực đáng sợ thông qua trường thương truyền đến hai tay, dễ dàng dọc theo xương cốt, mô cơ, gân cốt, cơ nhục truyền đến hai chân đối với nội kình của đằng Thanh Sơn không chút hao tổn nào. Kiếm thứ 33 Trong lòng đằng Thanh Sơn thầm đếm kiếm chiêu của đối phương. Bồng Một kiếm cuối cùng của nhạc tùng không ngờ lại là hai tay cầm, điên cuồng chém mạnh một lần, mang theo uy thế còn lại của 32 kiếm trước, một kiếm này thậm chí còn khiến không khí xung quanh trở nên chấn động, tiếng gió trích âm âm khiến cho tình cảnh chiến đấu của người xem xung quanh trở nên vặn vẹo. Chen vẫn chiếu theo một thương cực kỳ đơn giản như trước, xuất thương đơn giản, tiết kiệm. Nhưng trong nháy mắt khi trọng kiếm đối phương chạm phải thì cả trường thường trong nháy mắt liền sinh ra lực xoáy đáng sợ, hệt như xoáy nước đáng sợ nhìn không thấy trong bóng tối, cuốn lấy trọng kiếm đối phương, biến đổi kiếm thế đối phương. Ha ha, sản khoái, thật sản khoái. Nhạc Tùng đã lùi ra ngoài mấy trường, cả người hưng phấn, đôi mắt đều hơi hơi phất hồng, cười phá lên, có thể một mạch tiếp phá lãng tam thập tam kiếm của ta thương pháp của đằng huynh ta cực kỳ bội phục không biết thương pháp của đằng huynh tên gọi là gì thương pháp tên là như ảnh tùy hình đặng thanh sơn cũng khen ngợi nói thân pháp kiếm pháp của nhạc huynh cũng vô cùng huyền diệu không biết tên gọi chi đặng thanh sơn vừa rồi cũng nghe đối phương nói đến phá lãng thức rất hiển nhiên bộ kiếm pháp này không chỉ có một thức này kiếm pháp này của ta chính là do sư phụ ta ở Thương Giang cảm ngộ trăm năm mà sáng chế ra. Tên là Thương Giang Kiếm Quyết, vừa rồi ta sử dụng chính là phá lãng thức trong Thương Giang Kiếm Quyết. Còn về thân pháp của ta, tên là Du Long Thức. Nhạc Tùng thẳng thắn nói. Thực ra tên võ công bí tịch cũng chẳng cần phải giữ bí mật. Lời vừa dứt, bên dưới nơi nơi huyên náo. Thương Giang Kiếm Quyết, đó chính là Thương Giang Kiếm Quyết. Nhạc Tùng này là đệ tử của Thương Giang Kiếm Thánh võ giả quan sát cuộc chiến tại đây cũng biết một vài nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong thiên hạ. Thương gian nhất kiếm Ngụy Vu Nhai là một vị siêu cấp cường giả cực kỳ nổi danh trên cửu châu đại địa, một trong 36 người được liệt danh trên thiên bản, được tôn xưng là thương gian kiếm thánh. Thương gian kiếm quyết tổng cộng có 6 thức, quy lực cực lớn. Đăng huynh, điệp lãng thức trong thương gian kiếm quyết ta còn chưa đại thành. Dùng đến không cách nào thu phóng tùy tâm. Huynh phải cẩn thận nhạc tùng trịnh trọng nói. Đặng Thanh Sơn có chút ngạc nhiên vui mừng. Nhạc tùng này ngoại trừ phá lãng thức vừa rồi không ngờ còn có điệp lãng thức càng lợi hại hơn. Ha ha! Nhạc huynh, khỏi cần lưu thủ, cứ việc tới đi. Đặng Thanh Sơn cầm thương đứng. Nhạc tùng vẻ mặt trịnh trọng, trên mặt hắn nổi lên quần sáng màu xanh, mũi kiếm của thanh trọng kiếm màu đen kia không ngờ lại có liên tiếp khí kinh thoát ra, bắn vào nham thạch trên đất, chấn nát nham thạch thành bụi phấn. Rất hiển nhiên, nhạc tùng không cách nào hoàn toàn khống chế nội kinh. Điệp lãng thức. Nhạc tùng gầm nhẹ một tiếng. Âm râm râm. Thanh trọng kiếm kia dẫn theo tiếng sông gào thét rất rõ ràng, chém về phía đằng thanh sơn. Từng cổ nội kinh chấn động, sản sinh ra tiếng nước sông gào thét, thanh trọng kiếm trong tay nhạc tùng dường như biến thành thương gian đầy căm phẫn, nuốt lấy đằng thanh sơn. Kiếm chưa tới, khí thế đã khiến đằng thanh sơn kinh hãi không hay kiếm này uy lực so với các kiếm trước lớn hơn quá quá nhiều đằng thanh sơn thầm giật mình chỉ đơn thuần dựa vào như ảnh tùy hình thương pháp tuyệt đối vô phương hóa giải cổ lực công kích này đằng thanh sơn nếu dựa vào khí lực cường đại có thể trực tiếp một thương đập chết đối phương chưa tới lúc cần thiết đằng thanh sơn không muốn bộc lộ lực lượng kinh nhân của mình đây là bí mật lớn nhất của hắn phải sử dụng đến Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương Pháp rồi. Như ảnh tùy hình thương pháp dù sao cũng chỉ là thương pháp công kích, mặc dù có công năng hóa giải lực nhưng sao có thể so sánh với Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương Pháp chứ? Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương Pháp mới là thương pháp phòng ngự duy nhất trong ngũ hành thương, là thương pháp phòng ngự hóa giải lực cực mạnh. View. Luân hồi thương xoay tròn. Thương ảnh bay múa, đằng thanh sơn trước người phản phất như hóa thành một dòng xoáy ứ động sâu thẳm trong nháy mắt khi trọng kiếm của nhạc tùng tiếp xúc với thương ảnh của đằng thanh sơn nước sông thương gian căm phẫn phản phất như bị dòng xoáy nuốt mất cổ lực đạo quỷ dị kia khiến nhạc tùng chật vật ói máu buông tay đằng thanh sơn quát to một tiếng hô đối mặt với lực thôn vệ đáng sợ nhạc tùng cũng không cách nào khống chế nổi trọng kiếm trong tay nữa trọng kiếm trực tiếp rời khỏi tay bị cuốn đi mạnh mẽ nền xuống nham thạch trên đất cả lôi đài đột ngột trung rinh phản phất như bị thiên thạch ngoài vũ trụ nện xuống lôi đài vậy. Đầm. Nham thạch trên lôi đài hoàn toàn nứt toát ra, từng vết nứt dữ tận kéo dài, thạch phấn vỡ vụn bay khắp nơi. Sao, sao có thể? Tay phải nhạc tùng hơi phát run, khó tin nhìn trọng kiếm ngập trong hố đá vụn, hết thảy những điều này, hắn không cách nào tin tưởng. Chương 84, Xích Tử Chi Tâm Hô Tứ đại thống lĩnh đồng thời đứng cả dậy, chấn kinh nhìn một màn này làm sao có thể thương gian kiếm quyết điệp lãng thức không ngờ lại bị phá như vậy lão giả tóc bạc áo đen khiếp sợ nói mà tráng hán vóc người to cao nhất trong tứ đại thống lĩnh sắc mặt cũng đại biến thương pháp phòng ngự hóa giải lực thực mạnh thương pháp này đã gần đạt đến phản phát quy chân rồi một thương phòng ngự đó tàn phong cũng hoàn toàn ngây ngốc đặng thanh sơn trên mặt nữ tử duy nhất trong tứ đại thống lĩnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi tứ đại thống lĩnh hoàn toàn bị thương pháp hỗ nguyên nhất khí của đằng thanh sơn làm cho rung động đều không tự chủ đứng dậy sư phụ đó là thương pháp gì nữ tử kia quay đầu nhìn về phía sư phụ nạn ở trung tâm gia cát nguyên hồng trong năm người trên khán đài chỉ có gia cát nguyên hồng vẫn thản nhiên ngồi vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước chỉ là đôi mắt chợt sáng lên y cẩn thận đánh giá kỹ càng đằng thanh sơn trên lôi đài vẻ tươi cười trên mặt dần dần nở rộ đằng thanh sơn hay cho đằng thanh sơn cả thao trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếp sau đó chính là tiếng la ó âm ỉ vừa rồi nhìn rõ thương pháp đó không? Một thương đó làm sao ngăn cản được vậy? Ào một cái, trọng kiếm của nhạc tùng liền rời tay. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Hơn 6.000 võ giả trên thao trường xôn xao bàn luận, mọi người đều là võ giả, đối với thương gian kiếm quyết điệp lãng thức của nhạc tùng mặc dù không hiểu, nhưng uy lực khiếp người đó, mọi người đều vẫn nhìn ra được chiêu số phòng ngự của đặng thanh sơn quá nhanh bọn họ căn bản nhìn không rõ thanh sơn đánh tốt lắm đặng thanh hổ hưng phấn cao giọng hét lên đặng thanh sơn này là gì của ngươi quân sĩ hát giáp quân đám võ giả bên cạnh đặng thanh hổ không nhìn được dò hỏi đó là biểu đệ ta đặng thanh hổ tự hào nói mọi người trên cửu châu đại địa đều kính trọng võ giả vừa nghe đặng thanh hổ nói như vậy người xung quanh đối với đằng Thanh Hổ cũng nhìn bằng con mắt khác. Cũng lập tức bắt đầu bắt chuyện với đằng Thanh Hổ, đồng thời dò hỏi một vài chuyện nổi danh trong quá khứ của đằng Thanh Sơn. Trên lôi đài. Sao, làm sao có thể như vậy? Điệp lãng thức của ta, không đúng, không đúng. Nhạc Tùng nhìn chầm chầm vào tay phải của mình, không nhìn được lắc đầu. Nhạc Huynh. Đặng Thanh Sơn chứng kiến một màn này, không khỏi nhíu mày quát nhưng nhạc tùng dường như vốn không nghe thấy gì một chiêu vừa rồi của ta đối với nhạc tùng này đã kích quá lớn tâm trí sẽ không yếu ớt như vậy chứ đặng thanh sơn tư lự đồng thời tay phải vừa vung luân hồi thương trong tay liền vọt ra đâm thẳng vào trong hố đá không xa mũi thương liền bới thanh trọng kiếm lên trọng kiếm bị đánh bay kia sau đó lại rơi đến trước người nhạc tùng chen trọng kiếm đập lên tảng đá phát ra tiếng vang lanh lảnh cả người nhạc tùng giật mình một cái ánh mắt mới khôi phục lại vẻ anh minh lập tức nhạc trọng kiếm lên chắp tay xấu hổ nói thanh sơn huynh đệ vừa rồi đang nhớ lại thương pháp của huynh đệ muốn tìm cách phá giải nó nên trong nhất thời đã quá nhập thần xấu hổ thay xấu hổ thay đặng thanh sơn ngạc nhiên hóa ra không phải bị đã kích mà là đang suy nghĩ cách phá giải thương pháp của mình đến nhập thần thương gian kiếm quyết của nhạc huynh rất bất phàm nếu điệp lãng thức có thể đại thành ta cũng sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy được. Đặng Thanh Sơn cười nhạt nói. Trận chiến hôm nay, ta đối với điệp lãng thức lại lĩnh ngộ không ít, thực sự cảm kích Thanh Sơn huynh đệ. Trên mặt nhạc tùng lại tràn ngập vẻ tươi cười. Thanh Sơn huynh đệ, sau này chúng ta cùng ở Hắc Giáp Quân, có rất nhiều thời gian gặp nhau luận bàn, ta trước tiên xuống dưới, không ngăn cản người khác tới khiêu chiến ngươi nữa. Nhạc tùng a à a à cười đi xuống lôi đài, đồng thời hét ra xung quanh, các vị muốn khiêu chiến đằng thanh sơn thì đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngày hôm nay khiêu chiến đằng thanh sơn biết rõ không phải đối thủ còn đi khiêu chiến không phải tự mình chuốt khổ sao phương quang ta và ngươi đấu một trận một tiếng hét lớn lại là một nhất lưu võ giả nhảy lên lôi đài mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến hai lần đám nhất lưu võ giả bên dưới từng người lại bắt đầu tiến hành khiêu chiến đám người ngủ mạng ngưu triển hạ sóc cũng bắt đầu khiêu chiến chiến đấu cũng rất kịch liệt đám quân sĩ hát giáp quân xung quanh xem cuộc chiến cũng đều xem đến hết sức hưng phấn nhưng đúng là không có ai đến khiêu chiến đằng thanh sơn ai dè ta chỉ khống chế khí lực ở một vạn cân mà trong đám người này đều không ai có thể đánh bại ta đằng thanh sơn thầm cảm thán nhạc tùng kia nếu có thể đại thành điệp lãng thức có lẽ có thể ép ta sử dụng khí lực mạnh hơn Ác chủ bài lớn nhất của đằng Thanh Sơn cũng chẳng phải thiên nhai hành mà là một thân quái lực đáng sợ. Năm ấy sau khi tu luyện hổ hình thông thần thuật một tháng, lúc cùng yêu thú giao lòng trong bích hàng đầm giao chiến, đằng Thanh Sơn đã có được cự lực khoảng 15 vạn cân. Sau đó lại ở trong đằng gia trang hơn nửa năm, thời gian này đằng Thanh Sơn cũng một mực tu luyện hổ hình thông thần thuật, tuy là tiến bộ chậm chạp. Nửa năm sau càng không tiến bộ thêm nữa. Nhưng lúc đằng Thanh Sơn dẫn đằng Thanh Hổ cùng nhau rời khỏi quê nhà, đi tới quận Giang Trữ. Đằng Thanh Sơn thân là một siêu cấp cao thủ, khống chế lực lượng cũng rất tinh chuẩn, ước chừng hai tay mình có cự lực khoảng 18 vạn cân. Đó gọi là sức lực một địch mười. Cự lực khủng bố của đằng Thanh Sơn, ngay cả một cú đập đơn giản, đều có thể đập chết nhạc tùng. Nếu cự lực khủng bố đó phối hợp thêm với thương pháp huyền diệu của đằng Thanh Sơn, đằng thanh sơn căn bản chính là một sát thần ở quy nguyên tông này hẳn là có thể học được nội kình bí tịch không biết ta tu luyện nội kình bí tịch thực lực sẽ đề thăng thế nào đằng thanh sơn vẫn không hề tự cao tự đại cho rằng chỉ bằng tự lực mình đã thiên hạ vô địch dù sao thì vũ hoàng trong truyền thuyết nằm nhát rìu chẻ sập một tòa núi nguyên nga tần lĩnh thiên đế trong truyền thuyết một chưởng liền có thể ngăn nước sông Nhạn gian rộng hơn trăm trượng đằng thanh sơn nghĩ đến đều cảm thấy không rét mà run muốn ngăn dòng nước trọng trăm trượng tòa núi Nguyên nga ầm ầm sụp đổ điều này mạnh hơn so với hắn ngàn vạn lần người ta có lẽ một chưởng liền dễ dàng đánh chết hắn không phải trên cửu châu đại địa này không có ai mạnh hơn ta mà là ta tiếp xúc đều là cao thủ trong lớp trẻ có lẽ ngay cả sư phụ nhạc tùng thương gian kiếm thánh gì đó đã mạnh hơn ta rồi Đấy lòng đằng thanh sơn ngược lại có chút hưng phấn. Vì có đối thủ mà hưng phấn. Khiêu chiến lần lượt tiến hành, trong 17 người mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến hai lần, theo thời gian trôi qua, đợt khiêu chiến này cũng đến thời khắc cuối cùng. Đây là trận cuối cùng rồi, ha ha, người khác đều sợ không dám khiêu chiến đặng thanh sơn. Tráng hán cao to không nhịn được cười nói. Đặng thanh sơn kia tạo nghệ trên thương pháp cũng có thể nói đến mức phản phát quy chân, người khác cũng chẳng ngốc đương nhiên sẽ không khiêu chiến hắn. Lão giả tóc bạc áo đen nói. Phản phát quy chân. Hắn còn chưa tới bước đó. Gia Cát Nguyên Hồng cười nhạt nói. Tông chủ. Lục sư phụ. Tứ đại thống lĩnh đều nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng khen ngợi nói, có điều, hắn mới 16 tuổi, gần 16 tuổi. Một thanh niên 16 tuổi thương pháp đã tuyệt vời như thế không hề thua kém một số đại sư thương pháp trên cửu châu đại địa chỉ có hai loại khả năng thứ nhất hắn là đại sư của phật tông chuyển thế là phật sống của phật tông chuyển thế trên cửu châu đại địa nổi danh nhất căn cơ thâm hậu nhất có bác đại tông phái trong đó mạnh nhất trong bác đại tông phái chính là ma ni tự thất đại tông phái khác đều khống chế một châu duy chỉ có ma ni tự này khống chế hai châu ma ni tự thuộc tây vực cửu châu phạm vi thế lực bao quanh nhung châu cùng với phía tây lương châu phật tông của ma ni tự cũng là tông phái duy nhất trong bát đại tông phái có lịch sử mấy ngàn năm phật tông tại nhung châu lương châu có quyền uy tuyệt đối trong bát đại tông phái cửu châu thất đại tông phái khác đều tu luyện luyện tinh hóa khí thần hợp với khí để đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần bước vào tiên thiên cảnh giới đây cũng là phương pháp tu luyện rộng rãi nhất trong cả phạm vi cửu châu mà Phật tông tu luyện lại hoàn toàn bất đồng, bọn họ tu luyện tam mạch thất luân, minh tâm kiến tính, để kết thành xá lợi tử, đạt được La Hán quả nghiệp. Hễ Phật tông đại sư có thể kết thành xá lợi tử đều được xưng là La Hán Phật môn, ngang với tiên thiên cao thủ. Phật tông tu luyện có chỗ đặc thù của Phật tông. Bởi vì cơ thể người chịu giới hạn của thiên địa, tuổi thọ cuối cùng cũng kết thúc. Mà một vài Phật tông đại sư đạt đến cảnh giới khó có thể tin nổi trước khi chết lại có thể duy trì linh hồn không mê mùi, có thể chuyển thế thành Phật sống. Có tất cả ký ức kiếp trước. Phật sống có thể sử ra thương pháp như thế, cũng không có gì kỳ lạ. Nếu là Phật sống chuyển thế, sớm đã bị hòa thượng của Ma Ni tự đưa đi rồi, sao có thể ở chỗ chúng ta? Lão giả tóc trắng áo đen nói. Phật sống chuyển thế khả năng là rất thấp. Gia các nguyên hồng gật đầu thừa nhận, thực ra hắn thế nào đều không ngờ rằng đằng Thanh Sơn mặc dù không phải Phật sống chuyển thế, nhưng hắn lại là nội gia quyền tông sư của một thế giới khác chuyển thế. Sư phụ, loại khả năng thứ hai thì sao? Tàn Phong dò hỏi. Gia các Nguyên Hồng cảm thán nói, loại khả năng thứ hai chính là hắn có một khỏa xích tử chi tâm có thể cảm ngộ thiên địa. Từ nhỏ sống trong rừng núi, tuân theo thiên đạo tự nhiên, bái thiên địa làm thầy mới có thể lĩnh ngộ ra thương pháp đơn giản lại ẩn chứa huyền ảo bất tận như vậy. Xích tử chi tâm A. Vừa bước vào hồng trần, lòng người đã loạn. Mà ở trên cửu châu đại địa, có một số thiên tài tâm tính thuần khiết, bọn họ có một khỏa xích tử chi tâm có thể cảm ngộ tự nhiên, bái thiên địa làm thầy, thương pháp đao pháp ngộ ra, mỗi một chiêu nhìn tưởng đơn giản lại đều ẩn chứa huyền ảo sâu xa không lường. Có điều, Phong Nhi, các ngươi cũng khỏi phải nhục chí. Gia các nguyên hồng nói, có thể sáng tạo ra thương pháp như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt, chỗ xấu. Tứ đại thống lĩnh đều nhìn về phía ông. Gia các nguyên hồng gật đầu nói, người bình thường luyện tập đao pháp kiếm pháp đều từ đường lối cơ sở từng bước luyện tập, kiếm pháp học tập cũng càng ngày càng cao thâm, phức tạp. Từ đơn giản đến phức tạp, đây là một quá trình. Qua từng lần chiến đấu, các cao thủ sẽ phát hiện ra nhược điểm của kiếm pháp đao pháp mình rồi dần dần cải tiến bắt đầu biến phức tạp thành đơn giản đến khi cuối cùng đạt tới bước phản phát quy chân từ đơn giản đến phức tạp rồi lại từ phức tạp đến đơn giản đến lúc mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực vô tận lần lượt thất bại lần lượt thể ngộ lần lượt cải tiến đến khi cuối cùng đốn ngộ điều này so với ngay từ đầu bái thiên địa làm thầy sáng tạo ra chiêu thức đơn giản mà uy lực lớn lại càng phải mạnh hơn gia cát nguyên hồng nói con hiểu rồi tàn phong gật đầu trải qua hồng trần ma luyện mới có thể đạt được thành tựu càng cao hơn nữa loại thiên tài giống như đằng thanh sơn tuổi quá trẻ mặc dù hiện tại lĩnh ngộ được thương pháp lợi hại như vậy nhưng hắn chưa từng trải qua quá nhiều thất bại nếu muốn tiến bộ hơn nữa thì bắt buộc phải trải qua ma luyện Gia Cát Nguyên Hồng cười nhạt nói. Đương nhiên, loại thiên tài này một khi trải qua đột phá ma luyện, vậy thành tựu sẽ không thể lường được. Tứ đại thống lĩnh đều gật đầu. Xong, bọn họ không hề biết kinh nghiệm ma luyện của đằng Thanh Sơn so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Tông chủ, tranh đoạt bách phu trưởng kết thúc rồi. Lão giả áo đen tóc trắng nói. Từ, bắt đầu nhận trọng giáp, chiến mã. Gia các nguyên hồng phân phó nói. Chương 85, Hắc Yểm Mã Trên thao trường, đám hắc giáp quân tụng năm tụng ba nhỏ giọng bàn luận. Khiêu chiến bách phu trưởng chấm dứt. Tám bách phu trưởng tân nhiệm, phân biệt là Đặng Thanh Sơn, Ngưu Triển, Công Dương Khánh, Hồng Hưng Dương, Nhạc Tùng. Lão giả áo đen trên kháng đài cao giọng liên tục báo tên tám người giành được chiến thắng sau cùng. Tám bách phu trưởng, đến trước mặt nào? Lão giả áo đen lớn tiếng nói. Đằng Thanh Sơn cùng bảy người đi song song về phía trước mặt. Bịch. 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 Tám thất thanh tông đạp tuyết mã khoác trọng giáp được tám quân sĩ hắc giáp quân dắt đến. Trên yên của mỗi một thất thanh tông đạp tuyết mã đều xếp một bộ xích thiết trọng giáp màu đỏ sậm. Bách phu trưởng hắc giáp quân chúng ta mỗi người đều có một con thanh tông đạp tuyết mã và một bộ xích thiết trọng giáp. Còn về binh khí, có thể sử dụng binh khí mình mang theo hoặc cũng có thể yêu cầu với tông phái lão giả áo đen lạnh lùng nói. Đặng Thanh Sơn. Lão giả áo đen đột nhiên nhìn về phía đặng Thanh Sơn, ngươi từ hôm nay trở đi sẽ làm đệ nhất lĩnh hát giáp quân, đệ tam bách phu trưởng trong đội ngũ dưới trướng đô thống. Vâng. Đặng Thanh Sơn cao giọng đáp. Nhận chiến mã, trọng giáp. Lão giả áo đen lạnh lùng nói. Nhất thời một tên quân sĩ hát giáp quân ở bên giác thất thanh tông đạp tuyết mã kia đến đến bên cạnh đặng thanh sơn đằng thanh sơn trịnh trọng nhận lấy thanh tông đạp tuyết mã và xích thiết trọng giáp hát giáp quân thực giàu có bách phu trưởng đã được sử dụng thanh tông đạp tuyết mã xích thiết trọng giáp rồi thanh tông đạp tuyết mã đó là vương giả trong thanh tông mã trị giá năm ngàn lượng bạch ngân xích thiết trọng giáp không thấp hơn chút nào so với thanh tông đạp tuyết mã nếu như tính thêm cả trọng giáp khoác trên thân chiến mã chỉ riêng trang bị giá trị đã hơn một vạn lượng bạch ngân không thể nói không xa xỉ. Ngưu triển. Lão giả áo đen lại lần nữa mở miệng, ngươi, từ hôm nay trở đi chính là đệ tam lĩnh hát giáp quân, đệ nhất bách phu trưởng dưới trướng đô thống. Liên tục tám tên bách phu trưởng đều nhận chiến mã, trọng giáp. Quân sĩ hát giáp quân bên dưới đều không khỏi có chút đỏ mắt. Cuộc tranh đoạt bách phu trưởng chấm dứt, chính vị nhất lưu võ giả thất bại, trực tiếp trở thành ngũ trường. Hiện tại bắt đầu tranh đoạt đội trưởng lão giả áo đen lạnh nhạt nói sau đó lại ngồi xuống cuộc tranh đoạt đội trưởng này đệ nhất thống lĩnh hắn nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái so sánh cuộc chiến tranh đoạt bách phu trưởng với đội trưởng thành thế giao thủ rõ ràng yếu hơn chút nhưng cả thao trường lại càng thêm náo nhiệt thanh sơn ngươi coi đi chức đội trưởng này ta đến đoạt lấy đây ngươi đoạt chức bách phu trưởng ta cũng không thể bẻ mặt ngươi à đằng thanh hổ tự tin cười mà Đặng Thanh Sơn cũng có nắm chắc đối với thực lực của Thanh Hổ, trong nhị lưu võ giả, biểu ca này của mình hẳn xem như trung đẳng. Bởi vì tu luyện đại thương thung, hổ quyền. Biểu ca mình trên phương diện tốc độ thương pháp và thính kình hẳn phải tương đương với bách phu trưởng ngưu triển. Đoạt một chức đội trưởng, hẳn sẽ không thành vấn đề. Trong lòng Đặng Thanh Sơn thầm nhũ. Đặng Thanh Sơn. Thanh âm trong trẻo vang lên. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn người đến chính là ngũ mạng, ngũ mạng chớp chớp mắt, đặng thanh sơn, ta ban đầu thực không nhìn ra đấy, ngươi không ngờ lợi hại như vậy. Ngay cả nhạc tùng cũng bị ngươi đánh bại. Thương pháp của ngươi luyện thế nào? Sư phụ ngươi là ai thế? Ta tự mình sáng tạo ra, cô tin hay không? Đặng thanh sơn vui vẻ cười. Hứ, vẫn còn khoác loát. Ngũ mạng hư một tiếng sau đó nhìn về phía thanh tông đạp tuyết mã được đặng thanh sơn dắt, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lập tức trừng mắt với đằng Thanh Sơn một cái, hừ, đám quái vật các ngươi, lần này không ngờ xuất hiện mấy cao thủ. Bằng không tám bách phu trưởng, khẳng định ta sẽ có một cái. Ta lúc nào mới có thể có một thất thanh tông đạp tuyết mã đây? Sư tỷ, thanh tông đạp tuyết mã này tỷ cho dù giành được, muốn thuần phục cũng không chuyện đơn giản a. À. Gia các vân cùng mùi mùi gia các thanh của hắn đi tới. Đằng huynh, Đạp tuyết mã này ngươi dắt còn được chiếu muốn ngồi lên lưng khiến nó ngoan ngoãn nghe lời, quả thực không phải chuyện đơn giản đâu." Gia Các Vân cười cười nhắc nhở nói, "Càng là bảo mã thì thuần dưỡng càng khó khăn, phải có kiên nhẫn a." À. "Ô. Ca, các huynh xem, đằng Thanh Hổ kia thắng rồi." Gia Các Thanh đột nhiên nói. Đặng Thanh Sơn quay đầu lại. Quả nhiên đằng Thanh Hổ tay cầm trường thương đang đắc ý gào thét ầm ĩ, tuy nhiên trên thao trường huyên náo đó, gần như nghe không thấy. Chạng vạn tối, mảnh trăng lơ lửng trên cao. Hiện giờ là tháng chạp lạnh lẽo, buổi tối vẫn rất lạnh. Tại nơi quân doanh hát giáp quân của Quy Nguyên Tông, đám bách phu trưởng mỗi người đều có một tòa đình viện riêng biệt. Mà tân nhiệm bách phu trưởng Đặng Thanh Sơn lúc này đang ở trong đình viện của mình. Đám quân sĩ hát giáp quân, uống rượu thực lợi hại. Đặng Thanh Sơn nhớ lại ngày hôm nay, thở dài không thôi ban ngày là tranh đoạt bách phu trưởng đội trưởng đến tối cũng là uống rượu ăn mừng đằng thanh sơn trở thành tân nhiệm bách phu trưởng những quân sĩ dưới trướng hắn đương nhiên muốn mời rượu mà những cao thủ khác trong hát giáp quân cũng kính trọng đằng thanh sơn là một cao thủ cũng tới mời rượu còn may là cơ quan tạng phủ đằng thanh sơn cực kỳ cường đại mới có thể không say hôm nay còn có một việc chưa làm đằng thanh sơn nhìn về phía góc đình viện giữ thanh tông đạp tuyết mã thuần ngựa đặng thanh sơn cười cười đi tới đôi mắt của thanh tông đạp tuyết mã ngó ngó đặng thanh sơn sau đó lại cúi đầu xuống căn bản không thèm để ý đặng thanh sơn hay tay phải đặng thanh sơn đè lên yên ngựa đột nhiên dùng lực thanh tông đạp tuyết mã cảm thấy không vững liền quỳ xuống thanh tông đạp tuyết mã nhất thời tức giận bốn vó giẫm đạp liệu mạng muốn đứng dậy, đồng thời phát ra tiếng hí phẫn nộ. Đằng Thanh Sơn chỉ vẻn vẹn đè tay phải lên yên ngựa, mặc cho Thanh Tông đạp tuyết mã phẫn nộ phản kháng thế nào cũng không cách nào hoàn toàn đứng thẳng. Phản phất một cánh tay của đằng Thanh Sơn như một tòa núi. Mặc cho nó có điên cuồng hơn nữa cũng vô phương khiến tay phải đằng Thanh Sơn dời đi một tấc. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn con Thanh Tông đạp tuyết mã này. Dần dần, Thanh Tông đạp tuyết mã buông tha phản kháng, cúi đầu xuống. Động vật rất đơn giản, ngươi mạnh hơn nó, nó sẽ chọn cách thuần phục. Hả? Lỗ tai đằng thanh sơn khẽ nhúc nhích. Két. Cửa đình viện mở ra, đằng thanh hổ đi vào, cả người đầy mùi rượu, cười nói, thanh sơn, ha ha, chỗ ở của bách phu trưởng đúng là tốt hơn chỗ ta a, à, cái phòng của ta, ngay cả sân đều không có. Ta ngủ luôn ở đây nhé. Được, không vấn đề gì đặng thanh sơn cười trả lời hôm nay biểu ca mình cũng dựa vào thực lực giành được vị trí đội trưởng vừa rồi ta nghe thấy tiếng ngựa hí sao thế ngươi đang thuần phục con thanh tông đạp tuyết mã à đặng thanh hổ hỏi đúng sao rồi đặng thanh hổ hỏi ta nghe đám huynh đệ kia nói đạp tuyết mã này không phải dễ thuần phục đâu đã thuần phục rồi đặng thanh sơn cười cười từ trong phòng mang ra một ấm trà xem ngươi cả người toàn mùi rượu kìa, uống ít nước cho tỉnh rượu đi. Nói xong liền tới góc đình viện, hai huynh đệ lập tức ngồi hai bên bàn đá, uống trà nói chuyện phím. Từ, cũng đúng, thanh sơn ngươi 10 tuổi đã có thể giết chết lang Vương, thuần phục một con đạp tuyết mã tính là cái gì? Đằng thanh hổ đôi mắt phát sáng, thanh sơn, ngươi biết đô thống và thống lĩnh hát giáp quân, tọa kỵ đều là cái gì không? Trọng giáp kia, là thứ gì không? Cái gì? đằng thanh sơn quả không rõ ràng lắm. Hát giáp quân tổng cộng có bốn vị thống lĩnh, 12 vị đô thống, 60 vị bách phu trưởng. Nghe những huynh đệ kia nói, các bách phu trưởng là đạp tuyết mã, xích thiết trọng giáp. Còn đô thống đại nhân chính là xích huyết mã trị giá 23 vạn lượng bạch ngân cũng trân quý tương tự hàng thiết trọng giáp. Nghe nói, một thất xích huyết bảo mã có thể một ngày đi hơn 2.000 dặm đấy đằng thanh hổ cùng đám quân sĩ bình thường ở cùng một chỗ nên cũng nghe được không ít tin tức. Đôi mắt đằng thanh sơn sáng lên. Xích huyết bảo mã. Đằng thanh sơn cũng từng nghe qua, loại chiến mã này mồ hôi chảy ra đều là màu đỏ. Tốc độ chạy cực nhanh. Hàng thiết trọng giáp, đương nhiên không thể hoàn toàn là thiên niên hàng thiết, mặc loại như vậy trên người đều cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Chỉ là một phần nguyên liệu là hàng thiết. Hàng thiết trọng giáp này, lực phòng ngự tất nhiên cũng cực cao. Tứ đại thống lĩnh thì sao? Đặng Thanh Sơn truy hỏi. Tứ đại thống lĩnh, tọa kỵ là Hắc Long Mã trong Tam Đại Long Mã trên Cửu Châu Đại Địa, ngoài ra còn được xưng là Hắc Yểm Mã. Nghe nói ngày có thể chạy năm ngàn dặm. Khi chạy nghe nói chỉ cảm thấy một cơn hắc phong tạt qua, nhìn gì cũng không thấy. Tứ đại thống lĩnh mặc dù có đủ tư cách có được hắc yểm mã, nhưng nghe nói trong tứ đại thống lĩnh chỉ có hai người thuần phục được hắc yểm mã, hai người trẻ hơn chút đều không thuần phục thành công. Đặng Thanh Sơn thầm kinh ngạc. Ngày chạy năm ngàn dặm. Nên biết, chiến mã không thể chạy không ngừng suốt 24 giờ, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi. Hắc yểm mã này cho dù là long mã, một ngày chạy được 12 giờ đã xem như lợi hại rồi. 12 giờ 5.000 dặm, vậy chẳng khác nào 400 dặm một giờ vận tốc 200 km. Đây còn là tốc độ lâu dài, nếu như tốc độ bộc phát, vận tốc trong nháy mắt có lẽ phải đến 400 km. So với tốc độ cực hạn của những chiếc siêu cấp xe đua ở kiếp trước đều phải nhanh hơn. Đặng Thanh Sơn cảm thấy giật mình. Không hổ danh là Long Mã. Ngày chạy 5.000 dặm, quá đáng sợ. Cũng chỉ thời kỳ thiên địa linh khí sung túc thế này mới có thể sinh ra thôi. Ngựa càng lợi hại thì thuần phục càng khó mặc dù hắc yểm mã từng bị đám tiền bối quy nguyên tông thuần phục giả tính đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn không phải đám cao thủ bình thường có thể thuần phục được đặng thanh sơn thầm nhủ chiến giáp của tứ đại thống lĩnh là huyền thiết trọng giáp lực phòng ngự cũng cực cao đặng thanh hổ nói ừm đặng thanh sơn đối với thứ gọi là trọng giáp cũng không quá quan tâm bởi vì trọng giáp trong quần chiến thì lợi hại nhưng trong đơn đấu lại có nhược điểm trí mạng trọng giáp không thể không có chút khe hở nào mà mặt trên người có không ít khe hở thì cao thủ hoàn toàn có thể thông qua khe hở đó giết chết địch nhân chỗ trí mạng nhất của trọng giáp chính là ảnh hưởng đến tốc độ ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy thân là một cao thủ sinh tử độc đấu độ nhanh nhạy rất quan trọng nếu mặt trọng giáp động tác độ linh hoạt khẳng định sẽ suy giảm nhiều trong thiên quân vạn mã thì miễn nhưng một đấu một đối phương hoàn toàn có thể né tránh linh hoạt dễ dàng chà đạp ngươi hai huynh đệ đàm đạo tới tận đêm khuya được rồi biểu ca đêm khuya rồi nghỉ sớm chút đi sáng mai còn phải luyện công sớm đặng thanh sơn nói ừ đặng thanh hổ đột nhiên có chút hiu quạng đúng a à, sáng mai còn phải luyện công sớm thanh sơn bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính là một thành viên hắc giáp quân chân chính ta thực sự có chút không quen, cũng không biết tộc nhân trong đằng gia trang thế nào rồi. Đấy lòng đằng Thanh Sơn hơi run rẩy. Đúng, từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một thành viên của Quy Nguyên Tông, hay chính là Bách Phu Trưởng Hắc Giáp Quân. Được rồi, đừng khiến thân nhân trong tộc thất vọng. Đằng Thanh Sơn khích lệ nói. Ừm. Đằng Thanh Hổ hít sâu một hơi, huynh đệ chúng ta ở Quy Nguyên Tông này cố gắng dốc sức, chờ đến sau này nở mày nở mặt sẽ trở về chương 86, Ngọc Thô. Đêm khuya. Bên trong quy nguyên tông quận Giang Trữ hoàn toàn yên tĩnh, hầu hết tất cả mọi người đều ngủ. Quy nguyên tông, trong thư phòng tông chủ gia các nguyên hồng, ánh nến nhưng vẫn sáng như trước. Gia các nguyên hồng đầu tóc bù xù, mặt trường bào màu trắng rộng thùng thình, chân trần, tay cầm bút vẽ đang mặc sức tự nhiên vẫy bút lên trang giấy trên bàn. Trên mặt ông thế nhưng còn mang theo một tia tiếu ý, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh họa tranh. Cộc. 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 Tiếng gõ cửa vang lên. Gia Cát Nguyên Hồng dừng tay lại, hài lòng ngắm ngắm bức tranh, lúc này mới đặt bút vẽ sang một bên, cười nói, vào đi. Cửa phòng mở ra. Người trung niên áo xám ban ngày phụ trách tiếp đãi hơn 300 võ giả mỉm cười đi vào, liếc mắt qua bức tranh trên bàn. Tranh của tông chủ càng ngày càng truyền thần. Tuyệt học của tông chủ có y bác truyền nhân nhưng họa kỹ này vẫn chưa có truyền nhân giỏi a. À. Cũng chỉ nguệt ngoạc qua loa, hưởng thú thanh nhàn thôi mà. Gia các nguyên hồng ngược lại không quan tâm, ông nhìn trung niên áo xám, sư huynh, bảo ngươi điều tra gốc gác của đằng Thanh Sơn, tra thế nào rồi? Đã điều tra rồi. Trung niên áo xám trả lời. Quy nguyên tông chính là đại tông phái khống chế cả quận Giang Trừ, ở biên giới cả Giang Trữ quận, mỗi một thành trì đều có nhân viên tình báo. Quy Nguyên Tông muốn điều tra tin tức của Đặng Thanh Sơn, chỉ vài canh giờ liền có thể điều tra rõ ràng rành mạch. Mau nói nghe xem. Gia Cát Nguyên Hồng vội nói. Tông chủ. Trên mặt trung niên áo xám tràn ngập tiếu ý, Đặng Thanh Sơn tuyệt đối là nhân vật thiên phú dị thường. Hắn sinh ra trong một thôn trang miền núi tên Đặng Gia Trang dưới chân núi Đại Duyên Sơn ở Nghi Thành. Nghe nói năm sáu tuổi đã có thể nâng tảng đá trăm cân. Gia các Nguyên Hồng nhíu mày một cái. Tầm 10 tuổi, thương pháp đã cao siêu, có thể giết chết Lang Vương. Năm đó 14 tuổi đã giao thủ với lão nhị vương thiết phong trong ba huynh đệ vương gia, chẳng kém là bao. 16 tuổi, cũng chính là năm nay, hắn đã từng một thân một mình giết chết đại đương gia Lý Duyên Sơn của Duyên Sơn Bang, được truyền tụng là nghi thành đệ nhất cao thủ. Mà đằng gia trang cũng là thôn trang có thịnh danh vũ dũng nước tiếng gần xa trung niên áo xám một mạch nói Và các nguyên hồng mỉm cười gật đầu ừm lai lịch thật tường tận rõ ràng tông chủ an tâm thân thế lai lịch đằng thanh sơn hết sức trong sạch người của chúng ta sớm đã thu thập một ít tin tức về đằng thanh sơn rồi phụ thân đằng thanh sơn tên gọi đằng vĩnh phàm mẫu thân tên gọi viên lan không có chỗ nào khả nghi cả trung niên áo xám vạn phần vững tin không khác với những suy đoán của ta và các nguyên hồng chân trần tóc tai bù xu đi tới trước cửa sổ thương pháp của đặng thanh sơn ta chưa từng thấy qua chắc hẳn tự sáng tạo khả năng được cao thủ truyền thụ là rất rất nhỏ quan trọng nhất chính là nội kình hắn vận dụng quá cẩu thả nội kình bí tịch chắc chắn là loại kém nhất các loại tâm pháp nội kình bí tịch kiếm pháp bí tịch có thể khiến cho nội kình phát huy ra uy lực vô cùng như nhạc tùng kia một chiêu thương gian kiếm quyết điệp lãng thức lực công kích trong nháy mắt gấp chục lần cường giả hậu thiên đỉnh phong bình thường. Ngay cả đằng Thanh Sơn, dưới điều kiện che giấu lực lượng kinh nhân, cũng bắt buộc phải dựa vào hỗn nguyên nhất khí thương pháp mới có thể phòng ngự. Cho nên điệp lãng thức mới lợi hại như vậy. Kiếm pháp, tâm pháp, thiếu một thứ cũng không được. Nội kinh bí tịch của đằng Thanh Sơn cũng chẳng phải kém nhất. Mà là... Đằng Thanh Sơn căn bản không có nội kình bí tịch. Hắn sở dĩ có nội kình, nguyên nhân là vì tu luyện nội gia quyền. Nội kinh chỉ là một hiệu quả lệ thuộc vào việc tu luyện nội gia quyền thôi. Tuổi gần 16, dưới điều kiện không có bất cứ ai dạy dỗ, không ngờ so với đệ tử tâm đắc nhạc tùng của ngụy Lão Huynh còn mạnh hơn. Điều này còn là dưới điều kiện nội kinh kém cỏi. Đây là một thiên tài chân chính, một viên ngọc thô chưa từng được mài dũa, tạo hình. Đôi mắt da các nguyên hồng sáng rực lên. Thân là tông chủ một tông phái, có thể giành được một viên ngọc thô tốt, quả là một sự may mắn. Tông chủ, ngươi lúc nào chuẩn bị thu nhận đằng thanh sơn này làm đồ đệ? Trung niên áo xám không nhìn được mở miệng nói. Trong tứ đại thống lĩnh, Tàn Phong là đệ tử Gia Cát Nguyên Hồng. Nữ thống lĩnh họ quan kia cũng là đệ tử của Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng chẳng những thực lực bản thân cực mạnh, phương diện dạy dỗ đệ tử cũng cực kỳ lợi hại. Có thể được hắn hết lòng dạy dỗ, không có một người nào kém súc. Không, ta tạm thời không định thu hắn làm đệ tử. Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu. Điều này. Tông chủ, điều này là tại sao? Trung niên áo xám chấn kinh. Bởi vì quan hệ sư đồ là một loại quan hệ hết sức chặt chẽ. Địa vị của sư phụ cùng với địa vị của cha mẹ không khác là bao. Thu đằng thanh sơn làm đệ tử, cùng đằng Thanh Sơn trở thành quan hệ sư đồ cũng càng có thể dễ dàng khiến đằng Thanh Sơn cống hiến sức lực cho Quy Nguyên Tông. Thiên phú của đằng Thanh Sơn cùng Vân Nhi chẳng khác mấy, quan trọng nhất không phải là thiên phú của nó, mà là tâm tính. Gia Cát Nguyên Hồng nói, Vân Nhi không chịu nổi tịch mịch, mặc dù thiên phú cực cao nhưng cao thủ chân chính bắt buộc phải chịu được tịch mịch. Song tính cách cũng không thể cưỡng bức áp chế, bằng không chỉ có thể phản tác dụng, đối với Vân Nhi, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi. Gia các nguyên hồng mong chờ rất cao đối với con ông. Mà đằng Thanh Sơn lại khác, trên người nó ta nhìn thấy được một sự chín chắn không phù hợp với tuổi nó. Chín chắn vững vàng như Đại Sơn. Vững vàng đáng sợ đến nỗi đối mặt với sự tán thưởng của 6.000 hát giáp quân tâm linh cũng không ba động một chút nào. Loại tâm tính này cộng thêm thiên phú của hắn, cùng khỏa xích tử chi tâm kia. Hắn không cần để ta dạy dỗ. Con đường tự mình sáng tạo mới là thích hợp nhất cho mình. Ta chỉ cần hơi thêm chút dẫn dắt, hết thảy để nó tự mình sáng tạo." Và các nguyên hồng cười nhạt nói. Trung niên áo xám có chút suy tư gật đầu. Đây là một viên ngọc thô, là thiên tài quy nguyên tông chúng ta ngàn năm qua đều khó có thể gặp được. Tương lai nó có lẽ còn là nhân vật gánh vác sự nghiệp của quy nguyên tông chúng ta. Một viên ngọc thô thế này, bắt buộc phải cẩn thận mài dũa, tạo hình gia các nguyên hồng cảm thán nói trung niên áo xám giật nảy người tông chủ đằng thanh sơn này ngươi nói tương lai nó sẽ trở thành nhân vật gánh vác sự nghiệp của quy nguyên tông chúng ta ý của ngươi là nó nó có thể đạt đến tiên thiên trên cửu châu đại địa những tông phái cổ xưa cường đại đã truyền thừa qua hàng ngàn năm nhân vật trấn tông chân chính đó là tiên thiên cường giả Và các nguyên hồng ánh mắt sâu xa thấu qua sông cửa sổ ngắm trời đêm Thần cùng khí hòa hợp mới có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Chỉ có thể ngộ mà không thể cưỡng cầu. Ta cũng không dám nói nó chắc chắn có thể bước vào tiên thiên. Nhưng trong lớp nhân vật tuấn kiệt trẻ tuổi của Quy Nguyên Tông ta, nếu nói ai có hy vọng nhất thì đó hẳn phải là Đặng Thanh Sơn này rồi. Được rồi, sư huynh, huynh cũng bận bịu lâu như vậy rồi, trở về nghỉ ngơi sớm chút đi. Gia Các Nguyên Hồng nhàn nhạt nói trung niên áo xám cũng lập tức rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng, ánh nến mờ mịt yếu ớt. Và các nguyên hồng tóc tai bù xù hai tay chắp lưng ngắm trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm, đằng thanh sơn này thân thế lai lịch đều rất trong sạch, nhưng vì sao ta luôn cảm thấy nó rất thần bí. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề? Kẻ có thể khiến ông nhìn không thấu vốn rất rất ít. Sau đó, và các nguyên hồng đi lên bộ đoàn sau bàn sách, khoanh chân ngồi xuống phẩy tay áo một cái, ngọn nến dập tắt. Két. Cánh cửa thư phòng tự động đóng lại. Trong bóng tối, Gia các Nguyên Hồng nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Trời tờ mờ sáng, cả quân doanh hát giáp quân lập tức náo nhiệt hẳn lên, hơn 6.000 hát giáp quân, cơm nước đều là thỏa sức ăn. Quân sĩ độc thân bình thường đều là ăn tùy tiện trong hỏa phu doanh bên đó. Mà quân sĩ có gia thất lại đến hỏa phu doanh nhận cơm nước về cho thê tử, con cái trong nhà cùng nhau ăn. Đúng. Quân sĩ hắc giáp quân có thể dẫn theo thê tử, con cái vào quân doanh. Dù sao một khi trở thành quân sĩ hắc giáp quân thì đó chính là chuyện cả đời nên quy nguyên tông cũng sẽ không quá vô tình. Cho phép đám quân sĩ dẫn thê tử, con cái tới theo. Nơi cả hỏa phu doanh ăn cơm là bốn căn phòng chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Mỗi một căn phòng rộng chừng 10 trượng, chiều dài chừng 30 trượng hát giáp quân tổng cộng có bốn đội nhân mã bốn căn phòng này đủ để chứa sáu ngàn hát giáp quân ăn cơm ha ha thanh sơn huynh đệ đằng huynh lại đây nào đại nhân chúng ta đều ăn xong ngươi mới tới a à? đặng thanh sơn vừa bước vào rất nhiều người lập tức chào hỏi nhiệt tình có người cùng là bách phu trưởng cũng có một số quân sĩ phổ thông buổi yến tiệc ăn mừng đêm qua rất nhiều đều đã coi đặng thanh sơn như người huynh đệ tốt Sáng nay ăn gì à? Đặng Thanh Sơn cùng cười đi tới. Thức ăn hát giáp quân cực kỳ đầy đủ. Bánh bao, trứng gà, bánh trứng, bánh bao thịt, sủi cảo. Xếp đầy thùng này sang thùng khác. Dù sao quân sĩ hát giáp quân cũng có thể ăn, nhiều người ăn như vậy thì đồ ăn đương nhiên cũng nhiều. Đồ ăn, so với trong trang chúng ta còn tốt hơn. Đặng Thanh Hổ một nhát hết một quả trứng, hai nhát hết một cái bánh bao thịt ăn rất khoái chí. Ăn nhiều chút, chờ lát nữa luyện công mới có khí lực. Đặng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn. Đặng Thanh Hổ đột nhiên cau mày nói, ta mặc dù là đội trưởng nhưng cũng chẳng phải trong bách nhân đội của ngươi. Ta là thương binh đội, ngươi cũng là bách phu trưởng của thương binh bách nhân đội. Ngươi tìm người hỏi qua xem, xem có thể sắp xếp ta vào trong bách nhân đội của ngươi hay không. Đặng Thanh Sơn nghe xong, cũng cảm thấy đây là là một vấn đề lúc ấy mình được sắp xếp làm đệ nhất lĩnh dưới trướng đệ tam đô thống biểu ca đặng thanh hổ mặc dù cũng dưới trướng đệ tam đô thống nhưng không ở cùng trong bách nhân đội với mình dù sao thì cũng chỉ có chức đội trưởng mới phải cạnh tranh có chỗ trống người thắng mới được lên chức mà trong bách nhân đội của đặng thanh sơn chức đội trưởng không hề có chỗ trống đặng thanh hổ đương nhiên không được sắp xếp vào đó đây chỉ là chuyện nhỏ đợi lát nữa ta đi hỏi một lần cho ngươi đến chỗ ta, hẳn không việc gì. Đặng Thanh Sơn nói. Hắc hắc, vẫn là theo bên Thanh Sơn ngươi tốt hơn. Đặng Thanh Hổ cười đùa nói. Rất nhanh, hai người lập tức ăn xong bữa sáng, cùng hàng đống quân sĩ hắc giáp quân đồng loạt ùn ùn chạy về thao trường. Trên thao trường, lấy mỗi bách nhân đội làm thành một khối vuông, bắt đầu huấn luyện. Hay! Ha! Một trăm quân sĩ dưới trướng Đặng Thanh Sơn, toàn bộ đều mặc trọng giáp, luyện tập thương thuật. Vào lúc hàng loạt quân đội chém giết, cũng không cần thương pháp cao siêu, phức tạp. Đâm chọc đơn giản là được rồi. Thứ cần chính là lực lượng, tốc độ. Đặng Thanh Sơn cẩn thận quan sát, giám thị, đốc thúc. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn liếc mắt sang bên một thương binh bách nhân đội khác ở không xa, trong đội thương binh kia, Đặng Thanh Hổ đang ở trong đó. Điền Đăng Huynh Đặng Thanh Sơn cười đi về phía bách phu trưởng Điền đan của một bách nhân đội. Cùng dưới trướng một đô thống, mấy vị bách phu trưởng tối qua đương nhiên đã uống rượu làm quen với nhau. Thanh Sơn huynh đệ. Điền Đan cầm trường thương cười a à a à nghênh đón, đặng Thanh Sơn nói thẳng, Điền Đan huynh, để có một việc muốn nhờ huynh giúp đỡ. Có việc gì cứ nói đi, nếu ta có thể giúp đỡ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Điền Đan rất thẳng thắn. Chương 87, bạch kỳ đô thống. Điền đan này, hôm qua đặng thanh sơn đã cùng hắn uống không ít rượu nên cũng nhận định điền đan là một người thẳng thắn. Điền đan huynh, là thế này. Biểu ca đặng thanh hổ và ta cùng nhau từ quê nhà đến quyên nguyên tông. Hôm qua hắn đã trở thành đội trưởng trong bách nhân đội của huynh. Ta nghĩ, có thể điều biểu ca ta đến bách nhân đội của ta hay không? Đặng Thanh Sơn nói thẳng, mà trong bách nhân đội của ta lại điều một đội trưởng khác đến bách nhân đội của ngươi." Điền đang nhíu mày. "Sao thế, có vấn đề à?" Đặng Thanh Sơn hỏi. "Các ngươi là huynh đệ, điều Đặng Thanh Hổ đến chỗ ngươi, ta đương nhiên không phản đối. Nhưng hai bách nhân đội đổi người lẫn nhau, chuyện này bắt buộc phải thông qua Đô thống đại nhân đáp ứng a." À? Điền đang nhìn Đặng Thanh Sơn, "Thanh Sơn huynh đệ, vị Đô thống đại nhân kia của chúng ta, tối qua uống rượu, ngươi cũng gặp rồi. Đó chính là một người rất kiêu ngạo. Đổi người giữa hai bách nhân đội đích xác phải được đô thống đáp ứng. Ngươi nói là Bạch Kỳ đô thống? Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Thanh Sơn huynh đệ vừa mới đến hắc giáp quân có lẽ còn chưa nhìn thấu vị Bạch Kỳ này. Ngươi đừng thấy hắn thoạt nhìn có lễ nghĩa nhưng trên thực tế, sự kiêu ngạo đã ăn sâu tận xương tủy rồi hắn tự cho là xuất thân từ đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên Tông nên đối với đám ngoại nhân gia nhập Quy Nguyên Tông chúng ta đều có chút xem thường. Điền đang nói. Đám quân sĩ hắc giáp quân, có hai điểm khởi nguồn. Một là đệ tử Quy Nguyên Tông của mình, sau đó gia nhập hắc giáp quân. Hai là hàng loạt ngoại nhân gia nhập hắc giáp quân. Đám người như Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Hổ, Công Dương Khánh đều thuộc loại thứ hai. Mà ngũ mạng, tàn phong thống lĩnh đều thuộc loại thứ nhất. Loại thứ nhất bởi vì từ nhỏ đã là đệ tử Quy Nguyên Tông, được sự bồi dưỡng của Quy Nguyên Tông. Đủ thực lực sau đó gia nhập hắc giáp quân. Những người này đương nhiên càng được Quy Nguyên Tông tín nhiệm. Một thống lĩnh, đô thống của quân đội cùng các chức tước quan trọng, thực lực chỉ là một mặt, trung thành lại càng trọng yếu hơn. Loại việc nhỏ này, Bạch Kỳ Đô Thống có lẽ sẽ không làm khó ta đâu. Đặng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn huynh để lát nữa khách khí chút, Bạch Kỳ Đô thống là người rất sĩ diện nên hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Điền đang nhắc nhở. Nhìn kìa, Bạch Kỳ Đô thống hiện đang ở bên đó. Điền đang chỉ vào nơi xa xa nói. Đặng Thanh Sơn nhìn theo phương hướng chỉ dẫn, khu vực phía Đông thao trường, nơi đó có không ít bách phu trưởng, Đô thống đang một mình luyện tập kiếm pháp, thương pháp, đao pháp, còn có không ít người luận bàn với nhau trong đó có một thanh niên nam tử có hai chòm râu đang luyện tập thương pháp. Hay! Hay! Thương tự như du lông, mũi thương huyển hóa thành một vòng viên ảnh. Người này chính là Bạch Kỳ, một trong tam đại đô thống dưới trướng đệ nhất thống lĩnh. Hửm! Ánh mắt Bạch Kỳ vừa liếc về chỗ xa xa, chỉ thấy hai người đằng thanh sơn, điền đang đang sóng vai đi về phía hắn, Bạch Kỳ không khỏi suy tư, hai người bọn chúng lại đây làm gì? Khi luyện tập sáng sớm, đối với quân sĩ phổ thông đội trưởng yêu cầu rất cao nhưng đối với bách phu trưởng đô thống thống lĩnh cũng không hề ép buộc đô thống đại nhân đặng thanh sơn từ xa liền cười gọi ồ thanh sơn bạch kỳ lập tức mỉm cười thu trường thương lại nên đón thanh sơn ngày đầu tiên luyện tập cảm thấy thế nào sáu ngàn người cùng nhau luyện tập rất hăng say đặng thanh sơn nói nói thì là sáu ngàn hát giáp quân chứ thực ra trên giáo trường không hề đủ sáu ngàn người chỉ hơn năm ngàn thôi bạch kỳ đô thống vuốt vuốt trâu nói hát giáp quân chúng ta trường kỳ có một bộ phận quân sĩ ra bên ngoài thực hiện ít nhiệm vụ đặng thanh sơn chợt hiểu liền gật đầu điền đang bên cạnh nói bạch kỳ đô thống hôm nay thanh sơn huynh đệ đến tìm đại nhân là có một việc nhờ đại nhân trợ giúp hả có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần ta có thể trợ giúp thì nhất định sẽ giúp Bạch Kỳ Đô Thống rất thẳng thắn. Đấy lòng đằng Thanh Sơn hơi thả lỏng, liền nói, là thế này, huynh đệ đằng Thanh Hổ và ta cùng nhau từ quê nhà tới đây gia nhập hát giáp quân. Hắn hiện tại đang là một đội trưởng dưới trướng Điện Đăng Huynh. Ta muốn điều người huynh đệ của ta đến chỗ ta. Vấn đề này hẳn là không lớn chứ. Bạch Kỳ Đô Thống nghe xong lại trầm mặt. Đô Thống Đại Nhân. Đặng Thanh Sơn gọi. Thanh Sơn A bạch kỳ đô thống trịnh trọng nói đây là hát giáp quân kỷ luật hát giáp quân không phải ở nhà ngươi nói đổi người là có thể đổi người được đặng thanh hổ được sai phái dưới trướng điền đan đó là thống lĩnh đại nhân tự mình quyết định ta sao có thể dễ dàng sửa đổi đây chỉ là chuyện nhỏ càng trọng yếu hơn chính là thanh sơn các đội trưởng dưới trướng ngươi đều đã quen với đám quân sĩ dẫn dắt nhân mã tất nhiên càng phải thuận buồm xuôi gió hơn Hiện tại ngươi bảo hai đội trưởng đổi chỗ với nhau, khẳng định sẽ có chút không kịp thích ứng." Bạch Kỳ Đô thống nghiêm túc nói, "Việc này ta không thể giúp ngươi." Đặng Thanh Sơn nhíu mày. Bạch Kỳ này không ngờ lại thảo luận chuyện kỷ luật với hắn. Mấy lời khách sáo này đối với kẻ sống hai đời người như Đặng Thanh Sơn mà nói, căn bản vô dụng. "Đô thống đại nhân, đây vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ thôi mà." "Đổi đội trưởng một lần, ta tin rằng biểu ca ta và vị đội trưởng dưới trướng ta sẽ rất nhanh quen với thuộc hạ mới. Đối với quân lực hắc giáp quân chúng ta không chút ảnh hưởng nào. Đô thống đại nhân, ngài hãy giúp ta một lần. Đặng Thanh Sơn cười nói, Đặng Thanh Sơn ta sẽ nhớ mãi ân huệ này của đô thống đại nhân. Bạch Kỳ Đô Thống lại bất mãn nói, Thanh Sơn, không phải ta đã nói với ngươi, hai huynh đệ các ngươi mặc dù không ở cùng trong một bách nhân đội, nhưng vẫn cùng trong hát giáp quân, mỗi ngày đều có thể gặp nhau, tội gì phải để biểu ca ngươi đến đội ngũ của ngươi chứ? Chuyện này ta không thể đáp ứng. Hơn nữa ngươi cũng phải để ý tính tình của ngươi, chúng ta là hát giáp quân chứ không phải ban phái lộn xộn gì, không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Đấy lòng đằng Thanh Sơn có chút bất mãn. Bạch kỳ này, ngụ ý chỗ này là hát giáp quân, phải chú trọng kỷ luật. Thế giới này bất kể chỗ nào, đều không tránh khỏi nhân tình thế thái bàn về kỷ luật cũng phải xem lúc nào chứ. Nếu lúc quan trọng, chuyện trọng yếu, Đặng Thanh Sơn đương nhiên sẽ không yêu cầu. Nhưng cho phép Đặng Thanh Hổ đến đội ngũ của mình chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng đối phương lại lấy lông gà làm tiễn lệnh. Loại lý do thoái thác này của Bạch Kỳ có lẽ lũ nhóc để chỏm sẽ bị lừa gạt. Nhưng đằng Thanh Sơn dù sao cũng có kinh nghiệm hai kiếp. Thanh Sơn huynh đệ. Điền đang vội nháy mắt đặng thanh sơn cũng không cầu xin bạch kỳ nữa cùng điền đang đồng thời đi ra bạch kỳ đô thống giỏi theo bóng lưng đặng thanh sơn rời đi đáy lòng cười lành hừ một tên tiểu tử nghèo khổ dưới chân núi tưởng rằng có bản lĩnh thương pháp lợi hại thì cho rằng mình tài giỏi lắm sao là cái quái gì chứ đối với người có thiên tư cực cao bình thường có hai loại phản ứng một loại là bội phục kính nể tán thưởng loại thứ hai chính là ghen ghét đố kỵ Bạch Kỳ Đô Thống nói chuyện đàng hoàng nhưng trên thực tế lại là người lòng già dạ hẹp hòi. Đặng Thanh Sơn hôm qua chỉ thể hiện chút vượt trội, đẩy lòng Bạch Kỳ đã có chút bất mãn. Đây là hát giáp quân chứ không phải ban phái. Hát giáp quân coi trọng nhất chính là trung thành. Không trung thành, người cho dù thực lực mạnh hơn chăng nữa cũng đừng mong trở thành đô thống, thống lĩnh. Bạch Kỳ cười lạnh, bách phu trưởng có thể dựa vào thực lực để tranh đoạt, nhưng đô thống, thống lĩnh chính là do quy nguyên tông điều động. Số mệnh ngươi cả đời cũng chỉ làm bách phu trưởng, cả đời làm thủ hạ dưới tay ta. Trong lòng Bạch Kỳ lúc này rất sung sướng, thỏa mãn rồi bắt đầu luyện tập thương pháp. Hai người đằng thanh sơn, điền đang sống vai đi. Ai dè đúng như lời điền Đăng huynh. Đặng Thanh Sơn bất đắc dĩ cười nói. Điền Đăng an ủi nói, Thanh Sơn huynh đệ, ngươi cũng đừng quá để ý, Bạch Kỳ Đô Thống kia lời nói thì đường hoàng, chú trọng nhưng tận trong xương tủy vốn xem thường chúng ta. Nhưng cũng không có cách nào khác. Người ta là đệ tử hạch tâm Quy Nguyên Tông, Quy Nguyên Tông tín nhiệm hắn. Có điều Quy Nguyên Tông cũng không ngăn cản khiêu chiến tỷ thí giữa Bách Phu Trưởng, Đô Thống, Thống Lĩnh. Ngươi hoàn toàn có thể đi khiêu chiến hắn, đánh hắn một trận xả giận cũng tốt. Chỉ cần đừng xảy ra án mạng là được. Bách Phu Trưởng, Đô Thống, Thống Lĩnh đều là nhất lưu võ giả. Quy Nguyên Tông cũng không cấm khiêu chiến lẫn nhau. Đánh cho hắn một trận. Đặng Thanh Sơn thoáng cân nhắc, cười cười không nói thêm gì nữa. Đánh người xả giận. Tiểu tử lỗ mãn có thể sẽ làm nhưng Đặng Thanh Sơn không thể làm ra loại chuyện không có chỗ tốt cho mình, ngược lại có chỗ xấu. Mặc kệ thế nào. Hiện tại Bạch Kỳ Đô Thống đối với đa số bách phu trưởng đều xem thường. Không hề đặc biệt chỉa vào hắn nhưng nếu mình đánh đối phương một trận để xả giận vậy sau này sẽ rất phiền phức hiện tại vẫn chưa cần thiết trong lòng đằng thanh sơn thầm nhũ loại tiểu nhân vật lòng dạ hẹp hòi này không đáng phải đi trêu chọc dù sao cũng là tiểu quỷ khó dây sau khi buổi luyện tập kết thúc đám quân sĩ được nghỉ ngơi đằng thanh sơn đang cùng chính quân sĩ dưới trướng ở cùng một chỗ ngồi dưới đất mặc sức bàn luận ê này các huynh đệ Đặng Thanh Hổ tùy tiện nói chuyện với chính quân sĩ dưới trướng, tới quy nguyên tông hẳn là có thể được học nội kinh bí tịch chứ nhỉ. Ta sao lại không thấy bí tịch gì a? À? quy nguyên tông cũng không đưa cho ta. Đại nhân Một quân sĩ trong đó cười ha hả nói, gia nhập hắc giáp quân đương nhiên sẽ được tu luyện nội kinh bí tịch. Ta sao lại không thấy đâu? Đằng Thanh Hổ nhíu mày nói. Đại nhân, nội kinh bí tịch này được điêu khắc trên một bia đá lớn phía bắc thao trường, mỗi một quân sĩ hắc giáp quân đều có thể xem, đều có thể luyện. Một quân sĩ khác nói, nội kình bí tịch đó là nội kình thống nhất của hắc giáp quân, quy lực cũng xem như không tồi. Có điều vài cao thủ lợi hại bản thân đã có nội kình bí tịch nên không cần luyện tập loại nội kình bí tịch kia. Trên bia đá phía bắc, mọi người đều có thể xem. Đôi mắt đằng thanh hổ sáng lên, vội vàng đứng dậy nhìn về phía bắc, đích xác ở phía bắc thao trường loáng thoáng có một tấm bia đá cao lớn đặng thanh hổ rất rõ ràng hắn và đặng thanh sơn đều là tu luyện hổ quyền mới có nội kình hổ quyền trên bản chất vốn không tính là nội kình bí tịch đối với nội kình bí tịch hai người đặng thanh sơn đặng thanh hổ đều hết sức mong chờ tên gọi là gì đặng thanh hổ cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng mãnh ngưu đại lực quyết xem như là nội kình bí tịch rất tốt đám quân sĩ nói là nội kình bí tịch công kích rất mạnh cũng có quân sĩ khen. Trong mắt đám quân sĩ phổ thông, mảnh ngưu đại lực quyết đích xác coi như bí tịch rất cao cấp. Mà trong mắt loại người có danh sư dạy dỗ như nhạc tùng, căn bản không thèm để mảnh ngưu đại lực quyết vào mắt. song đối với đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Hổ vốn chưa từng luyện qua nội kình bí tịch mà nói, mảnh ngưu đại lực quyết chính là một bảo bối. Mảnh ngưu đại lực quyết. Đặng Thanh Hổ lập tức lăn mình đứng dậy, chạy thẳng về phía Đặng Thanh Sơn ở không xa, hắn muốn nói cho đặng thanh sơn tin tức này chương 88, mươi mảnh ngưu đại lực quyết bên cạnh thao trường không ít các bách phu trưởng đô thống đều ở đây luyện tập bọn họ đều là cao thủ hậu thiên đỉnh phong nên mỗi một người đều có phương pháp tu luyện của riêng mình vô cùng kỳ quặc cũng không phải là ít mà đặng thanh sơn đang không ngừng luyện tập tam thể thức hay ha một lần vừa đạp chân vừa ra quyền động tác tam thể thức thoạt nhìn hết sức đơn giản tầm thường nếu như không có nhận thức cực cao đối với hình ý quyền và đối với thổ nạp hô hấp của tam thể thức giải thích thâm sâu với ý cảnh của hình ý quyền căn bản không thể phát hiện ra tam thể thức bác đại tinh thâm cỡ nào chung quanh có người chú ý tới đằng thanh sơn luyện tam thể thức nhưng lại không phát hiện ra quyền pháp này có gì đặc thù ý cảnh của pháo quyền diễn biến thành thương pháp thương pháp này rốt cuộc thi triển thế nào cổ kinh lực cường bạo bộc phát trong nháy mắt làm thế nào sinh ra thông qua thương pháp đặng thanh sơn hy vọng từ trong tam thể thức tìm được đáp án lần lượt suy nghĩ cách thi triển tam thể thức hổ pháo quyền của ta là một quyền mạnh nhất trong rất nhiều bí pháp của hình ý quyền nhưng ta ngay cả ý cảnh của pháo quyền đều không thể chuyển vào thương pháp càng đừng nói đến ý cảnh của hổ pháo quyền băng quyền hoành quyền toàn quyền trong ngũ hành quyền đặng thanh sơn đều hoàn toàn chuyển đổi thành thương pháp nhưng pháo quyền bá quyền đằng thanh sơn vẫn chưa thể diễn biến thành công độ khó quá cao hả đằng thanh sơn đột nhiên liếc từ xa thấy đằng thanh hổ đi tới muốn cho biểu ca vào trong bách nhân đội của ta nhưng lại bị bạch kỳ gây khó dễ biểu ca chắc sẽ có chút thất vọng đằng thanh sơn ngừng tam thể thức lại đi về phía đằng thanh hổ thanh sơn thanh sơn khuôn mặt đằng thanh hổ đầy vui mừng biểu ca Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, chuyện ngươi vào trong đội trăm người Bạch Kỳ Đô Thống không đáp ứng. À! Đằng Thanh Hổ thương người, liếc mắt nhìn Bạch Kỳ Đô Thống đang luyện thương ở xa xa, hạ giọng nói, chính là Bạch Kỳ Đô Thống kia. Không cho thể diện như vậy à? Ta nghe nói, bảy huynh đệ của công dương Khánh, có ba người được công dương Khánh điều đến bách nhân đội của chính hắn đấy. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu được Bạch Kỳ Đô Thống gây khó dễ cho mình nhưng cho dù hiểu được thì làm thế nào chứ? Chữ quan có hai miệng, còn không phải để mặc cho đối phương nói sao? Quên đi, không nói chuyện này nữa. Thanh Sơn, ta phải nói cho ngươi một việc đáng mừng. Đặng Thanh Hổ đắc ý nói. Hả? Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc, chuyện gì có thể được trở thành chuyện đáng mừng? Thanh Sơn, lúc chúng ta đến Quy Nguyên Tông không phải từng nói qua, hát giáp quân của Quy Nguyên Tông cũng có nội kình bí tịch có thể tu luyện sao? hắc hắc. Ngươi đến bây giờ, có phát hiện ra ở hắc giáp quân này tu luyện bí tịch gì hay không? Đằng Thanh Hổ làm ra vẻ mê hoặc nói. Con mắt đằng Thanh Sơn bỗng chốc sáng rực lên. Nội kính bí tịch. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, đằng Thanh Sơn đều chưa từng thấy qua nội kình bí tịch. Bí tịch duy nhất của hắn chỉ là khinh công bí tịch thiên nhai hành. Khinh công bí tịch chỉ dùng để tiêu hao nội kình, không cách nào dùng để tu luyện nội kình nội kinh bí tịch chân chính rốt cuộc là cái dạng gì? Đặng Thanh Sơn không biết. Thanh Hổ, ngươi biết. Đặng Thanh Sơn cảm thấy trống ngực mình đập rộn ràng. Ừ. Ta còn biết này bí tịch ở đâu? Đặng Thanh Hổ đắc ý nói, quyển bí tịch này tên là Mảnh Ngưu Đại Lực Quyết. Mảnh Ngưu Đại Lực Quyết. Năm chữ này khiến máu Đặng Thanh Sơn đều sôi trào. Cuối cùng. Mình cuối cùng có thể kiến thức qua nội kinh bí tịch rồi. Ở đâu?" Đặng Thanh Sơn vội hỏi. "Nhìn kìa, ở đó chính là tấm bia đá kia." Đặng Thanh Sơn chỉ về chỗ xa xa phía bắc thao trường, Đặng Thanh Sơn vội theo hướng thanh hổ chỉ nhìn đi, chỉ thấy loáng thoáng nơi xa quả nhiên có một bia đá màu đen cao lớn. "Đi nào." Đặng Thanh Sơn nắm lấy luân hồi thương ở bên, lập tức chạy về phía đó. Hắn đợi quyển nội kinh bí tịch này đã lâu lắm rồi. Tấm bia cao lớn toàn thân màu đen bị gió thổi nắng chiếu quanh năm khiến bia đá đầy bụi bặm nhưng nét chữ khắc trên bia đá lại hết sức rõ ràng phía trên cùng bia đá chính là năm chữ lớn mảnh ngưu đại lực quyết hai người đằng thanh sơn đằng thanh sơn quan sát ngay trước bia đá không chỉ riêng hai người đằng thanh sơn còn có không ít các võ giả khác gia nhập hắc giáp quân không lâu cũng đang quan sát bia đá này thậm chí có người còn cầm giấy bút bắt đầu ghi chép mảnh ngưu đại lực quyết đôi mắt đằng thanh sơn tỏa sáng Đọc qua nội dung trên tấm bia đá. Mảnh Ngưu Đại Lực Quyết là do Đại tông chủ thứ 12 của Quy Nguyên Tông, Phong Thiện sáng tạo ra, là một bản bí tịch quy lực rất mạnh trong nhân cấp bí tịch của Quy Nguyên Tông ta. Đặng Thanh Sơn cũng nghe nói qua, bí tịch chủ yếu chia làm bốn bậc thiên cấp, địa cấp, nhân cấp và bất nhập lưu. Tuy nhiên đối với rất nhiều người mà nói, thiên cấp, địa cấp, nhân cấp cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, bởi vì thiên cấp, địa cấp so với nhân cấp chỉ là thêm một ít phương pháp tu luyện sau khi trở thành tiên thiên thôi. Nhưng có bao nhiêu người có thể đạt tới tiên thiên chứ? Cho nên một quyển nhân cấp bí tịch đối với tuyệt đại đa số mà nói đã hoàn toàn đầy đủ rồi. Mảnh Ngưu đại lực quyết mặc dù uy lực cực lớn, nhưng luyện tập độ khó cũng cực cao. Cho nên, mặc dù uy lực xem như cực mạnh trong nhân cấp bí tịch, nhưng bởi vì độ khó quá lớn nên chỉ có thể xem như trung đẳng trong nhân cấp bí tịch, Mảnh Ngưu đại lực quyết tổng cộng chia thành 9 tầng khi tu luyện đến tầng thứ năm lập tức có thể có được vạn cân cự lực xem như nhất lưu võ giả sau này mỗi khi đề cao một tầng thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh khi đạt tới đề cửu tầng tối cao trong các cao thủ hậu thiên đều khó tìm được địch thủ đặng thanh sơn thấy những lời này không khỏi thất kinh tầng thứ năm đã có vạn cân cự lực sau này mỗi khi đề cao thêm một tầng thực lực vẫn tăng vùng vụt vậy đề cửu tầng sẽ mạnh cỡ nào đây Đặng Thanh Sơn xem những lời này không khỏi thầm than, đồng dạng xem như nhất lưu võ giả hậu thiên đỉnh phong, nhưng tu luyện bí tịch khác nhau, thực lực sẽ cách xa một trời một vực. Nhạc Tùng kia một chiêu điệp lãng thức có lẽ có thể dễ dàng giết chết một đám nhất lưu võ giả, đây chính là kết quả do bí tịch mang lại. Mảnh Ngưu Đại Lực Quyết này rốt cuộc khó tu luyện ở đâu? Đặng Thanh Sơn xem tiếp mảnh ngưu đại lực quyết mới bắt đầu tu luyện thì dễ dàng nhưng về sau càng ngày càng khó. Bởi vì, mỗi một lần đột phá đều phải đã thông kinh mạch mới. Nếu muốn tu luyện mảnh ngưu đại lực quyết đến đệ cửu tầng, bắt buộc phải đã thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch. Nhưng ngay cả tiên thiên cường giả cũng chỉ một bộ phận nhỏ đã thông được kỳ kinh bát mạch. Thấy được điều này, đằng Thanh Sơn chợt hiểu, chẳng cách quy lực lớn như vậy mà cũng chỉ có thể coi như trung đẳng trong nhân cấp bí tịch phải đã thông kỳ kinh bát mạch. Dựa theo phương pháp của nội kinh bí tịch, cứ đã thông một đường kinh mạch thì tạp chất trong kinh mạch càng nhiều. Càng về sau tiến bộ càng khó, muốn đã thông toàn bộ kỳ kinh bát mạch đích xác khó như lên trời. Tiên thiên cường giả, cũng một số ít đã thông được kỳ kinh bát mạch. Đằng Thanh Sơn từ một câu này, hiểu được một điểm. Hậu thiên bước vào tiên thiên, cùng với việc kinh mạch có đã thông toàn bộ hay không, không hề có quan hệ. Còn nữa, ngay cả tiên thiên cường giả đại đa số cũng chưa đã thông kỳ kinh bát mạch càng đừng nói chi đến tất cả kinh mạch toàn thân ha ha khó đối với người khác nhưng đối với ta mà nói đừng nói là kỳ kinh bát mạch cho dù các loại kinh mạch khác ta toàn bộ đều thông suốt rồi trong lòng đằng thanh sơn một trận thoải mái mình lúc còn nhỏ không bằng lòng đến quy nguyên tông quả nhiên là sáng suốt mấy năm nay nội gia quyền của mình đã tu luyện đạt đến đỉnh phong kinh mạch toàn thân không chỗ nào không thông suốt. Với tư chất của hắn, tu luyện bí tịch gì, tốc độ đều sẽ cực kỳ đáng sợ. Đặng Thanh Sơn tiếp tục đọc, cần tránh, tu luyện bí tịch bắt buộc phải bình tâm tĩnh khí, tìm một nơi yên tĩnh, không có ngoại nhân ảnh hưởng. Bằng không nếu bị ảnh hưởng, một khi tâm loại thì nội kình sẽ xông vào các kinh mạch chưa đã thông, khiến kinh mạch vỡ tan, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì đứt hết kinh mạch mà chết mảnh ngưu đại lực quyết đệ nhất tầng, ý tụ. Ngay trước tấm bia, đặng thanh sơn liền bắt đầu luyện mảnh ngưu đại lực quyết. Tẩu hỏa nhập ma. Đặng thanh sơn sợ cái tẩu hỏa nhập ma gì chứ? Kinh mạch toàn thân hắn đều thông suốt, nội kinh có thể trong nháy mặt thông đến mỗi nơi. Đối với người khác mà nói, kinh mạch vào đường rẽ thì đó chính là ác mộng. Nhưng đối với đặng thanh sơn mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Dựa theo khẩu quyết, Đặng Thanh Sơn bắt đầu vận chuyển mảnh ngưu đại lực quyết tầng thứ nhất. Nội kinh bí tịch này quả nhiên khác xa nội gia quyền. Đặng Thanh Sơn dựa theo khẩu quyết, lúc nhanh lúc chậm có tiết tấu, khống chế nội kinh vận chuyển một chu thiên trong kinh mạch thủ thái dương của thập nhị chính kinh. Luồng khí nội kinh phản phất như một người lao công cẩn thận tẩy rửa bức tường kinh mạch vận chuyển trong từng đường kinh mạch, kích thích kinh mạch. Đồng thời, lúc vận chuyển một chu thiên, nội kinh không ngờ lại tự động hấp nạp thiên địa linh khí. Nội gia quyền là dựa vào hô hấp thổ nạp để luyện hóa thiên địa linh khí. Mà nội kinh bí tịch lại để nội kinh chủ động luyện hóa, hấp thu nên hiệu suất phải cao hơn rất nhiều. Suy suy. Nội kinh phản phất như du long cấp tốc bơi lượng, kinh mạch của đằng Thanh Sơn chính là một đại đạo rộng rãi. Trong thời gian một tách trà, đằng Thanh Sơn đã bắt đầu tu luyện đệ nhị tầng mảnh ngưu đại lực quyết thực ra toàn bộ kinh mạch đằng Thanh Sơn đã thông suốt, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp luyện tập tầng cao nhất. Nhưng hiện dù sao cũng là lần đầu tiên tu luyện nội kinh bí tịch, đằng Thanh Sơn vì thể ngộ nên vẫn cẩn thận từ tầng một từ từ luyện tập. Ô! Tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí rõ ràng nhanh lên không ít. Đằng Thanh Sơn mừng rơn, vòng chu thiên đã trở nên dài hơn, tốc độ hấp nạp luyện hóa phải nhanh hơn nhiều tốc độ luyện hóa nội kinh này so với ta dựa vào hổ quyền phải nhanh hơn không chỉ 10 lần. Đây mới là tầng thứ hai mà thôi. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc đã hiểu ra điểm khác biệt giữa nội kinh bí tịch và nội gia quyền. Nội gia quyền chủ yếu là dưỡng sinh cường thể, hết thảy đều lấy nuôi dưỡng cường hóa thân thể làm chủ. Nội kinh bí tịch đơn thuần chỉ là điên cuồng hấp nạp thiên địa linh để luyện hóa ra nội kinh. Còn may là đang ở thời cổ đại, bằng không ở hiện đại, thiên địa linh khí tiêu tan, có nội kinh bí tịch cũng vô dụng. đặng thanh sơn điên cuồng luyện tập trực tốc, chỉ trong chốc lát, tầng thứ hai cũng thành công, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là tốc độ khoa trương nhất từ trước tới nay trên cả cửu châu đại địa. ưm, ừ, bắt đầu tu luyện tầng thứ ba. đặng thanh sơn mau chóng bước vào tầng thứ ba, nhất thời tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí lại một lần nữa tăng vọt. nội kinh bắt đầu phân dòng từ hai đường kinh mạch khác nhau, sau đó hợp lại nương theo một quỷ tích kỳ diệu, chốc chốc vẫn hơi chậm lại, kích thích huyệt vị một lần. Cảm giác thực kỳ diệu. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm thấy được kinh mạch chịu chút ảnh hưởng, có điều loại ảnh hưởng này cực kỳ nhỏ bé. Để tứ tân. Đằng Thanh Sơn không chút do dự, bắt đầu tu luyện tầng thứ tư. Chương 89, Quy lực. Trước tấm bia đá. Không ít người đang cầm bút lông, giấy, ghi lại nội dung mảnh ngưu đại lực quyết đằng thanh hổ cũng từ bên cạnh mượn được giấy bút, cũng không ngừng ghi chép. Cả mảnh ngưu đại lực quyết tổng cộng hơn 2.000 chữ, đằng thanh hổ lực cổ tay đủ mạnh, một mạch viết gần một canh giờ mới hoàn toàn sao chép lại hơn 2.000 chữ kia. Hả? Sao lại chỉ có nội dung 6 tầng trước? Đằng thanh hổ nhìn trước nhìn sau tấm bia đá lớn một lần, phát hiện trên tấm bia đá này chỉ có khẩu quyết tâm pháp của mảnh ngưu đại lực quyết 6 tầng trước, từ tầng 7 đến tầng 9 căn bản không có. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Đặng Thanh Hổ gọi sang bên cạnh. Đặng Thanh Sơn đang nhắm mắt tu luyện nội dung đệ lục tầng mảnh ngưu đại lực quyết, từng huyệt vị của thủ Thái Dương và thủ Thái âm kinh mạch đang trận trận tê dại, phản phất như có người lấy ngón tay dùng lực ấn vào những huyệt vị này. Bản thân kinh mạch cũng trận trận tê dại. Từng tia nội kinh đang vây lấy huyệt vị, hòa quyện rất nhanh. Nội kinh phản phất như con sâu nhỏ, nhẹ nhàng cắn lấy kinh mạch, kích thích kinh mạch vì tiền bối sáng tạo ra mảnh ngưu đại lực quyết thực sự lợi hại. Không ngờ lại nghĩ ra được phương pháp kích thích, cường hóa kinh mạch như vậy. Đặng Thanh Sơn thầm tán thưởng. Nội kinh bí tịch này có vận chuyển chu thiên, cũng có kích thích huyệt vị, cường hóa bộ phận kinh mạch, cũng có phương pháp phát ra nội lực từ hai tay. Nội kinh của mảnh ngưu đại lực quyết này là bộc phát ra từ hai tay, cho nên chỉ chủ tu hai đường kinh mạch thủ thái dương và thủ thái âm trong thập nhị chính kinh, hai đường kinh mạch này tự như hai ống đại bác, bắn đạn dược là nội kinh này ra. Cho nên mảnh ngưu đại lực quyết gần như đại bộ phận thời gian đều hao phí trên việc cường hóa hai đường kinh mạch này. Kinh mạch càng thô, càng cứng cáp, mới có thể phóng ra nội kinh càng nhiều. Hả? Đặng Thanh Sơn mở mắt, sao vậy, biểu ca? Kinh mạch Đặng Thanh Sơn hoàn toàn thông suốt nên hoàn toàn có thể tùy lúc ngừng tu luyện, vốn không sợ nội kinh chạy vào đường rẻ. Thanh Sơn, mảnh ngưu đại lực quyết chỉ có sáu tầng trước, ba tầng sau không tìm thấy A. À? Đằng Thanh Hổ vội nói. Bản bí tịch này ban đầu còn nói có chín tầng mà, trên bia đá sau lại chỉ có sáu tầng trước, cả bia đá ta đều nhìn trước nhìn sau một lần rồi. Đằng Thanh Sơn cả kinh, không có ba tầng sau. Chính mình đã tu luyện sáu tầng, hơn nữa lấy cảm giác đối với kinh mạch của mình, mình hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện. Ê này, Thanh Hổ huynh đệ, có sáu tầng trước, còn không đủ sao quân sĩ hắc giáp quân bên cạnh có một người cũng vừa mới gia nhập hôm qua hắn quen đặng thanh hổ chỗ này đầy đủ sáu tầng tu luyện đến tầng năm chính là nhất lưu võ giả tu luyện đến tầng sáu có lẽ không ít bách phu trưởng đều không phải đối thủ của ngươi đừng tham lam quá có thể tu luyện tốt sáu tầng đã không tệ rồi ách cũng đúng đặng thanh hổ sờ đầu thiết đầu ta vừa rồi không nghĩ đến điểm này sáu tầng đã đủ rồi đủ đủ cái rắm đấy lòng đằng thanh sơn cười khổ sáu tầng trước của mãnh ngưu đại lực quyết chỉ là đã nhử mình nghiện rồi với độ dẻo dai kiên cường của kinh mạch mình đến tận phương pháp vận chuyển của tầng sáu đối với kích thích kinh mạch mới có cảm giác rõ ràng chỉ là vẫn không cảm thấy áp lực như trước thân thể như quái vật của đằng thanh sơn thực sự quá mạnh mẽ mãnh ngưu đại lực quyết dù sao cũng là nhân cấp bí tịch Đặng Thanh Sơn quan sát tấm bia đá cao lớn trước mắt, khắc trên bia đá, công khai cho phép quân sĩ hát giáp quân xem. Giấu đi ba tầng uy lực cực lớn cũng không kỳ lạ. Thanh Sơn, ngươi không sao chép à? Đặng Thanh Hổ nghi hoặc hỏi. Sao chép làm gì? Đặng Thanh Sơn cười nói, chút khẩu quyết này, liếc mắt một lần đã nhớ kỹ rồi. Coi một lần đã nhớ kỹ. Đặng Thanh Hổ sững sờ. Hơn hai ngàn chữ a. Coi một lần đã nhớ kỹ. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười, mình tu luyện một lần, lộ tuyến, phương pháp vận chuyển đương nhiên nhớ rõ ràng rành mạch. Hơn nữa tu luyện đến tầng 6, tu luyện chỉ cần sử dụng phương pháp tầng 6 là được, không cần sử dụng năm tầng trước. Buổi chiều đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương đứng trong định viện của mình. Đằng Thanh Sơn tâm ý vừa động, nội kinh lập tức dựa theo khẩu quyết mảnh ngưu đại lực quyết tầng thứ 6, từ trong đan điền bộc phát, sau đó chia thành năm cổ, đi qua năm đường kinh mạch trong kỳ kinh bát mạch. Sau đó mau chóng ở tay phải đặng thanh sơn. Rầm. Luân hồi thương đột nhiên đập xuống đất, sinh ra tiếng gió rít mãnh liệt, bùn đất bay tứ tung, trên mặt đất định viện xuất hiện một cái hố rất sâu. Đặng thanh sơn quan sát hố bùn lớn kia một lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mảnh ngưu đại lực quyết nói không sai, đạt đến tầng 6, uy lực đích xác mạnh hơn tầng 5 nhiều. Một kích của ta, tương đương với lực lượng ba vạn cân. Đằng Thanh Sơn có lực lượng cường đại, hắn thông qua lực phá hoại của nội kình có thể phán định một kích này tương đương với lực lượng rất mạnh. Có điều, người bình thường tu luyện đến tầng 6, kinh mạch hẳn không cứng cáp, rộng như ta, lực bộc phát của nội kình hẳn cũng yếu hơn ta. Có lẽ khoảng hai vạn cân. Đằng Thanh Sơn mặc dù dựa theo phương pháp bộc phát nội kình của tầng thứ sáu mảnh ngưu đại lực quyết, nhưng kinh mạch hắn chứa quá nhiều nội kình nên uy lực cũng càng cao, càng lớn. Nhưng, nội kình tiêu hao quá kinh người. Nếu điên cuồng sử dụng nội kình như thế này, có lẽ sử 30 lần, nội kình sẽ hết sạch. Cho dù với tốc độ khôi phục của tầng 6, thấp nhất phải tốn thời gian một ngày mới có thể khôi phục đầy đủ nội kình. Đằng Thanh Sơn nhưng lại hiện vẻ tươi cười. Đấy lòng hắn rất vui vẻ. Ha ha, so với nội kình, sự lâu dài của lực lượng nhục thể phải lớn hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn rất hả hê. Nội kinh của ta bây giờ đã coi như tương đối hùng hậu, nhưng toàn lực sử dụng nội kinh, luân hồi thương, vung thương 30 lần thì nội kinh sẽ hết sạch. Nếu là võ giả bình thường, nội kinh mà háo sạch thì chỉ chờ chết thôi. Nhưng lực lượng thân thể ta phải mạnh mẽ hơn nhiều, hai tay có chừng 18 vạn cân cự lực. Hơn nữa, hai tay ta cho dù sử dụng hơn mười mấy vạn cân cự lực, một ngày đều sẽ không mệt. Đằng Thanh Sơn phát hiện, lực lượng cơ nhục có chỗ chiếm ưu thế hơn so với lực lượng nội kinh. Đó chính là tính lâu dài. Thân là một nội gia quyền tông sư, lúc công kích cùng thời điểm chỉ có cực ít bộ phận cơ nhục rơi vào trạng thái bộc phát. Chẳng hạn như đánh ra một quyền. Phát lực từ lòng bàn chân một đường dọc theo hông, phần vai, phần khủy tay truyền lực cho đến tận nắm tay trong quá trình này cơ nhục phần chân chỉ ngay từ đầu phát lực chiếu lúc truyền đến phần hông cơ nhục phần chân lập tức rơi vào trạng thái nghỉ ngơi cho dù điên cuồng chiến đấu đằng thanh sơn cũng có thể khiến phần lớn cơ nhục thân thể được nghỉ ngơi điều này khiến cho đằng thanh sơn có thể một mạch chém giết một ngày một đêm mà sẽ không có chuyện gì còn võ giả bình thường sẽ bị nuốt sống sạch sẽ nội kình sau đó bị giết chết tuy nhiên sau này ta cũng có thể quang minh chính đại thỉnh thoảng sử ra lực lượng hai vạn cân rồi. Đặng Thanh Sơn rất rõ ràng, khí lực của mình là một con ác chủ bài, kiếp trước thân là sát thủ nên khiến Đặng Thanh Sơn vung đắp thành một thói quen. Không tới thời khắc cuối cùng sẽ không để lộ con ác chủ bài. Ngay cả chiến đấu với Nhạc Tùng, Đặng Thanh Sơn cũng chỉ sử ra khí lực vạn cân thôi. Mà hiện tại đã học được mảnh Ngưu Đại Lực Quyết nên Đặng Thanh Sơn có thể quan minh chính đại thỉnh thoảng sử ra lực khí hai vạn cân người khác hỏi đặng thanh sơn vì sao mạnh như vậy đặng thanh sơn có thể nói nguyên nhân là do mảnh ngưu đại lực quyết vào lúc sẩm tối đằng huynh đằng huynh bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi đặng thanh hổ lập tức chạy ra mở cửa à thiếu tông chủ thanh thanh cô nương đặng thanh hổ nhìn thấy hai người bên ngoài kinh ngạc vui mừng đến nỗi mặt hơi ửng đỏ ngay sau đó mới phản ứng lại vội nói mau vào đi hai huynh muội Gia Cát Vân và Gia Cát Thanh sóng vai đi tới. Gia Cát Thanh và Gia Cát Vân, hai người đều toàn thân bạch y là thiếu tông chủ và thanh thanh cô nương. Đằng Thanh Sơn đang một mình uống rượu, một tay kia ném phi đao vội đứng dậy tiếp đón. Ha ha, gọi thiếu tông chủ gì chứ, thực không sảng khoái. Trực tiếp xưng hô huynh đệ không hay hơn sao? Có lẽ, đằng huynh còn nhỏ hơn ta đó. Thiếu tông chủ gia các vân ha ha cười, Hắn cùng Đặng Thanh Sơn đều 16 tuổi, đích xác không nói được chính xác ai lớn hơn. Hả? Ta sinh ra vào đầu mùa xuân, thiếu tông chủ thì sao? Đặng Thanh Sơn hỏi ngược lại. A, à, xem ra ta phải gọi Đặng Huynh một tiếng đại ca rồi. Gia Cát Vân bất đắc dĩ nói, ta sinh ra vào mùa hạ, đặng đại ca, tiểu đệ hôm nay cùng với Mùi Mùi đến mới hai huynh đệ, ngươi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm tối cũng xem như là tiếp đón các ngươi từ phương xa đến quy nguyên tông ta. Và các thanh bên cạnh nói, ca mùi hôm qua đã muốn mời thanh sơn đại ca và thanh hổ đại ca rồi, chỉ là hôm qua cả hát giáp quân ăn mừng cho nên chúng ta hôm nay mới tới. Thanh sơn đại ca, thanh hổ đại ca, hai huynh sẽ không từ chối chứ. Gia các thanh nhìn về phía hai người. Bị gia các thanh nhìn chăm chú, đằng thanh hổ chỉ biết gật đầu, đi, đương nhiên đi rồi. Thanh sơn, Ngươi nói đúng không? Thiếu tông chủ và thanh cô nương đều tự mình đến đây, ta sao dám không đi chứ? Đặng thanh sơn đứng dậy. Đi trên đường lớn trong quận thành Giang Trữ, và các thanh kia liền quấn khăn che mặt. Không cách nào khác, mùi mùi ta nếu không đeo khăn che, đi tới đâu đều sẽ có người vây quanh xem. Gia các Vân bất đắc dĩ nói, Đặng Thanh Sơn gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy thanh cô nương này, Đặng Thanh Sơn liền phát hiện nàng có một cổ mị hoặc trời sinh biểu ca đằng thanh hổ của mình lần đầu tiên lại càng ngây ngốc, đương nhiên rất nhiều võ giả khác cũng bị mê hoặc. Nhất cử nhất động của nữ nhân, thậm chí cao hứng, phẫn nộ đều có sự gợi cảm tận trong xương tủy. Gợi cảm là mị hoặc. Mà loại tinh khiết phản phất như tiên nữ hạ phàm, rung động lòng người cũng tương tự là mị hoặc. Hiện tại, đều có rất nhiều người tới quy nguyên tông ta cầu thân, muốn lấy mùi mùi ta đấy. Gia Cát Vân thấp giọng nói. Ca. Thanh cô nương buồn bực, tông chủ không đáp ứng chứ. Đặng Thanh Hổ có chút sốt ruột nói, cười nói, đương nhiên không rồi, chỉ mấy tên tiểu tử đó mà cũng xứng để lấy mùi mùi ta. Cha ta cũng nói, hôn sự của mùi mùi ta phải được bản thân mùi mùi và cha hai người đều đồng ý mới xem như xác định. Như vậy thì tốt. Đặng Thanh Hổ gật đầu. Đặng Thanh Sơn bất đắc dĩ liếc qua biểu ca mình biểu ca đích xác là một hán tử lỗ mãn chưa từng thấy qua thiên tiên mỹ nữ, nhìn thấy da các thanh này, đều có chút thất thố, thanh cô nương này, mị hoặc đích xác lớn, hơn nữa cũng là tiểu cô nương thuần khiết. Biểu ca thích nàng cũng không lạ, biểu ca nếu thực sự muốn lấy thì quả là mối nhân duyên tốt. Có điều. Với địa vị của gia các thanh, biểu ca muốn với tay đến, rất khó a. À. Đi nào, phía trước chính là lãm nguyệt lâu. Chúng ta vào thôi. Gia Cát Vân cười, dẫn đầu bước vào lãm nguyệt lâu. Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ, và các thanh ba người cũng đi vào theo. Chương 90, Bái Phỏng Bên trong tầng một lãm nguyệt lâu, gần như ngồi kín. Mấy vị khách quan. Tiểu nhị lập tức mặt tươi roi rói chào đón. Gia Cát Vân rất tùy ý nói, nhã gian tử khí đông lai của tầng ba. Lãm Nguyệt Lâu là một trong số những đại tử lâu ít ỏi của quận Thành Giang Trữ, trong đó nhã gian tầng 3, giá cả lại càng đắt đỏ. Xong, đám phú thương trong quận thành gian trữ mời khách, bình thường đều sẽ chọn nhã gian tầng 3 lãm nguyệt lâu. Mà nhã gian tử khí đông lai lại càng là một phòng đắt nhất. Điều này, tiểu nhị không khỏi ngẩn người ghi. Gia Cát Vân nhíu mày. Vị khách quan này, nhã gian tử khí đông lai đã sớm bị lý lão giả đông thành đặt trước rồi, khách quan có thể hay không? Lời tiểu nhị còn chưa nói xong, Chưởng quỷ ở tầng một lập tức chạy tới, hắn vội che trước người tiểu nhị, chắp tay bồi thêm vẻ mặt tươi cười, à, hóa ra là gia các công tử, mời lên lầu, tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. Bốn người gia các vân, đằng thanh sơn cũng đi theo vị trưởng quỷ kia men theo cầu thang đi lên tầng ba. Trong đại sảnh tầng một, có vài tên tiểu nhị. Nhã giang tử khí đông lai kia chẳng phải được lý lão gia đặt rồi sao? Tiểu nhị kia vẫn có chút sững sờ. Lý lão gia tính là cái rắm ấy. Một tên tiểu nhị khác lập tức kéo hắn, thấp giọng nói bên tai hắn, nhớ kỹ rằng vị thiếu gia vừa rồi kia, đó chính là thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Đừng nói là Lý lão gia gì gì đó, ngay cả quận thủ đại nhân quận Giang trữ tới cũng không nhường chỗ cho hắn. Nhớ nhé, lần sau thấy vị thiếu tông chủ này, ngàn vạn lần đừng gọi thiếu tông chủ, phải gọi gia các công tử. Thiếu tông chủ không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn. A. À, tiểu nhị kia kinh hãi. Thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Quy Nguyên Tông quản lý cả quận Giang trữ, cái gọi là quận thủ, thành chủ đều phải nghe lời của Quy Nguyên Tông. Thân phận thiếu tông chủ này đích xác rất dọa người. Nhã gian Tử Khí Đông Lai là một phòng lớn nhất trong bốn nhã gian trống trải ở tầng ba. Bên ngoài rất lạnh nhưng trong nhã gian này rất ấm áp, còn châm trầm hương, mùi thơm say lòng người kia quanh quẩn khắp nhã phòng. Bốn người bọn đằng Thanh Sơn ngồi xuống. Và các công tử, hôm nay ăn món gì? Chưởng quỷ không người cười. Và các vân khoát tay nói, mùa đông thế này, ăn nóng cho dễ chịu, vậy mang một bàn đông bổ kim hoa yến tới đi. Được ạ. À. Chưởng quỷ cười cười vội vàng đi ra khỏi nhã gian. Đông bổ kim hoa yến. Món gì vậy? Đằng thanh hổ ngơ ngơ ngát ngát nói. Và các vân cười nói, thanh hổ đại ca, Đông Bổ Kim Hoa Yến này là một trong bát đại yến tịch của Lãm Nguyệt Lâu. Tổng cộng có 32 món, vào mùa đông ăn càng thích hợp. Các loại món ăn phối chế chuẩn bị rất ngon, huynh tự mình làm mấy món ăn còn không bằng đầu bếp người ta chuẩn bị cả một bữa yến tịch đấy. 32 món. Thực lãng phí. Đặng Thanh Hổ cười ha hả nói. Rất nhanh từng loại thức ăn được đưa lên, bốn người bọn Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh, Đặng Thanh Sơn, uống rượu, mặt sức đàm luận thanh cô nương ca của cô nội kình hùng hậu nội kình của cô chắc cũng mạnh a à. đặng thanh sơn cười cười khen ngợi nói đặng đại ca huynh sao lại nói như vậy và các thanh có chút nghi hoặc mùa đông lớn thế này cô và ca ca cô cùng mặt ít như thế không phải nội kình thâm hậu chẳng nhẽ tự mình chuốc khổ sao đặng thanh sơn chọc ghẹo nói và các thanh bỗng nhiên không nhịn được cười đến hiếp cả mắt đặng đại ca Điều này Huynh nói sai rồi, mùi không phải do nội kình thâm hậu mà là bởi vì bên trong mặt một kiện tuyết tầm y. Gia Cát Vân cũng bất đắc dĩ nói, kinh mạch của mùi mùi ta rất yếu nhược, mặc dù tu luyện nội kình từ nhỏ nhưng nội kình rất yếu. Nội kình yếu nhưng mùi có ca ca bảo vệ mùi A. À. Gia Cát Thanh Hi Hi cười nói. Gia Cát Vân xoa xoa đầu mùi mùi cười. Đặng Thanh Sơn thấy một màn này, không khỏi nhớ đến mùi mùi thanh vũ của mình mình bình thường cũng sẽ cưng chiều xoa xoa đầu mùi mùi, rời khỏi nhà cũng mấy ngày rồi, không biết tiểu vũ hiện giờ có nhớ đến ta hay không. Bốn người bọn đằng Thanh Sơn ở trên lầu ăn uống, tầng một lãm nguyệt lâu có một đám người đi tới. Nam tử dẫn đầu xem bộ dạng chừng bốn năm mươi tuổi, y mặc áo áo lông trồn trắng nạm viền vàng, tay phải còn đeo ngọc chỉ nửa trong suốt. Ngay cả đứng ở đó đều có một cổ khí thế ung dung thoải mái. Bên cạnh hắn có một đôi phu thê trẻ tuổi, trong đó nơi ngực nữ tử đang ôm một đứa bé. Phía sau mấy người này chính là ba tên hộ vệ cao lớn. Lý Lão Gia. Chưởng quỷ kia vội nghênh đón. Yến tiệc ta đặt chuẩn bị xong rồi chứ, dẫn chúng ta đến nhã gian tử khí đông lai nào. Ngọc Nhi, chúng ta lên. Vị Lý Lão Gia kia lạnh nhạt phân phó nói. Lý Lão Gia, nhã gian tử khí đông lai đã có người bên trong rồi. Chưởng quỷ kia nói tiếp. Hả? Lý lão gia nhíu mày, ánh mắt quét về phía hắn. Quanh năm thân mang chức trọng, một ánh mắt của Lý lão gia khiến tâm lý trưởng quỷ cảm thấy kiên kỵ, hắn vội nói, Lý lão gia, điều này không thể trách ta, không lâu trước có một đám người cũng muốn tiến vào nhã gian tử khí đông lai. Chính là gia các công tử. Gia các công tử. Lý lão gia nhíu mày. Vị Lý lão gia trong quần thể Diêm Châu Diêm Thương khổng lồ này cũng xem như nhân vật có tên tuổi, gia tài ngàn vạn, cùng rất nhiều tông phái có liên hệ, đích xác xem như đại nhân vật. đúng là thiếu tông chủ. trưởng quỷ kia hạ giọng nói. gì? lý lão gia ngơ ngác. những kẻ kinh doanh như bọn họ, muốn giàu có hơn đều phải lấy lòng các đại tông phái. nếu không tông phái tùy tiện phái vài người lập tức có thể chiếm đoạt toàn bộ gia sản của hắn. hóa ra là gia các công tử, ngọc nhi, phong nhi, chúng ta đi lên bái phỏng một chút. Lý Lão Gia nói. Thiếu Tông Chủ. Đôi phu thê kia cũng đều là nội kình cao thủ, tự nhiên nghe thấy rõ ràng. Thanh Ngọc là vị thiên tài của quy nguyên tông các ngươi đó. Nam tử trẻ tuổi nói, đi nào, chúng ta tới bái phỏng. Nữ tử kia chính là Lý Thanh Ngọc, nam tử là trượng phu của nàng, Lưu Như Phong. Ngày ấy đằng Gia Trang từng nhận một mối làm ăn 182 thanh bích hàng đao, Lúc ấy đằng Thanh Sơn và phụ thân đằng Vĩnh Phạm dẫn theo một đám tộc nhân hộ tống 182 thanh bích hàng đao, từng đưa đến hội Dương Châu Thương hội của Nghi Thành. Vị thủ lĩnh hộ vệ tầng tâm kia từng hồng không trả tiền, sau lại trút giận lên đám người đằng Thanh Sơn, còn phái người cho cường đạo đồ sát đám thôn dân đuôi mù này. O o tầng ba lãm nguyệt lâu. Lý lão gia cùng nữ nhi, nữ tế, ngoại tôn hắn đều ở ngoài cửa nhã giang, ba tên hộ vệ cũng ở phía sau, Lý lão gia hờ hững phân phó, ba người các ngươi đừng theo vào nữa. Sau đó liền cao giọng nói, và các công tử, Lý Tuấn cùng tiểu nữ Thanh Ngọc, tới bái kiến, hy vọng được gặp. Bên trong nhã gian, đám người Đặng Thanh Sơn đang ăn rất vui vẻ. Lý Tuấn, ai vậy? Đặng Thanh Hổ nghi hoặc nói. Hả? Lý Tuấn. Diêm thương Lý Tuần. Gia các vân sửng sốt, sau đó cười, Thanh Sơn đại ca, thanh hổ đại ca, xem ra nhã gian tử khí đông lai chúng ta ngồi đây chính là do vị Lý Tuấn kia đặt trước. Vậy chúng ta gặp hắn một lần, dù sao vẫn phải cho người ta chút thể diện chứ. Vào đi. Gia Và Cát Vân cao giọng nói. Nhất thời kết một tiếng, cửa đẩy ra. Vị Lý Lão Gia dắt theo nữ nhi, nữ tế cùng nhau bước vào. Ra mắt thiếu tông chủ. Lý Lão mỉm cười cúi đầu. Lý Lão Gia, điều này không thể mấy người chúng ta chiếm nhã gian ngươi đặt sao có thể nhận đại lễ như vậy gia cát vân cố ý nói ta mời thiếu tông chủ còn mong chẳng được ta đặt nhã phòng cho thiếu tông chủ đó là vinh hạnh của ta lý lão gia cười nhạt nói ta giới thiệu cho thiếu tông chủ một lần đây là nữ tế lưu như phong của ta đệ tử hạch tâm thanh hồ đảo còn thanh ngọc thiếu tông chủ cũng biết rồi thanh ngọc sư tỷ chính là người quyên nguyên tông ta ta đương nhiên biết Lưu Như Phong. À, nghe nói sư tỷ kết hôn rồi, xem ra chính là Lưu Như Phong này rồi. Gia Cát Vân liếc mắt Lưu Như Phong một cái, ồ, còn là đệ tử hạch tâm thanh hồ đảo, rất lợi hại a. À. Lưu Như Phong chấp tay cười, trong khu vực Dương Châu ta, ai không biết tiếng thiên tài của Gia Cát Công tử chứ? Lý Lão Gia, mấy người chúng ta phải tiếp tục ăn cơm. Gia Cát Vân nói. Vậy chúng ta không quấy rầy nữa, thiếu tông chủ, các ngài tiếp tục. Lý lão gia cười, lập tức dẫn nữ nhi nữ tế lui xuống, đóng cửa phòng nhã gian lại. Bên trong nhã gian lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hừ, thanh ngọc sư tỷ không ngờ lại gả cho đệ tử thanh hồ đảo. Gia các vân lẩm bẩm. Đằng thanh sơn nhíu mày, đẩy lòng thầm nhủ, lý lão gia đó ta dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Lần trước lúc đằng thanh sơn 10 tuổi, đã gặp qua Lý Thanh Ngọc cùng Lý Lão Gia phụ thân nàng, Lý lão gia đó cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần. Mà Lý Thanh Ngọc lúc ấy chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, hiện giờ đã là thê tử người ta, bộ dáng khí chất đều biến hóa không nhỏ. Y. Là hắn. Lý lão gia quận giang trữ. Đôi mắt đằng Thanh Sơn bỗng chốc sáng rực lên, hắn rốt cuộc đã nhớ lại. Vụt, đằng Thanh Sơn đứng dậy. Thanh Sơn, làm sao vậy? Đằng Thanh Hổ sửng sốt. Thanh Hổ, năm chúng ta đưa bích hàng đao đến nghi thành ấy, vị lý lão gia, tiểu thương nhà giàu tên gọi Ngọc Nhi kia, ngươi đã quên rồi. Khuôn mặt đằng thanh sơn lạnh tanh, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đằng thanh hổ ngơ ngơ ngát ngát, thoáng sửng sốt, sau đó đôi mắt trợn tròn. Là bọn chúng. Đằng thanh hổ đột ngột đứng dậy, cũng lao theo ra ngoài. Sao vậy? Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh hai người ngẩn ra, cũng vội đứng dậy. Ra khỏi nhã giang, đằng thanh sơn cẩn thận lắng nghe trong nháy mắt tập trung vào một nhã gian phía nam đám cường đạo cướp giết đám người đằng thanh sơn lúc ấy mặc dù duyên cớ bởi có đằng thanh sơn nên đám người đằng gia trang không ai chết nhưng lại có một người mù mắt một người cục chân quanh năm nằm liệt trên giường còn có một người bị cục tay ba vị tộc nhân kia đều đi cùng đội thợ săn là một trong những hảo hán ít ỏi trong tộc cứ như vậy bị phế đi trong lòng đằng thanh sơn một mực không quên mối thù này. khi đó nếu không có đằng thanh sơn, có lẽ hơn ba người đằng gia trang đều sẽ bị giết sạch. lúc ấy đằng thanh sơn vì tộc nhân nên đã nhẫn nhịn báo thù. đằng thanh sơn lúc ấy từng nghĩ qua chờ sau này có cơ hội nhất định phải giết chết tầng tâm kia. đằng thanh sơn đi tới đã một cước vào cửa. bồng đại môn bị đá văng. ai vậy? lý lão gia bất mãn quát vang lên mà ba tên hộ vệ kia đều đứng dậy ồ hóa ra là bằng hữu của thiếu tông chủ trên mặt lý lão gia hiện lên vẻ tươi cười mau mời vào đặng thanh sơn đứng ở cửa lạnh lùng quét mắt vào trong nhã gian ánh mắt trong chớp mắt liền khóa chặt vào một tên trong ba tên hộ vệ đặng thanh sơn nhớ rất rõ ràng ba tên hộ vệ này một người trong đó tên gọi tần đại là người khi ấy đỡ lời giúp bọn họ mà tên đứng bên cạnh chính là tần tam Ngươi là Tần Tam? Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn. Chương 91, ta tên Đặng Thanh Sơn. Đám người trong phòng có chút mông muội. Tần Tam, ngươi biết vị tiểu huynh đệ này? Lý lão gia nghi hoặc dò hỏi. Chính Tần Tam cũng khó chịu. Người thanh niên trước mắt mình căn bản không biết a. À. Có điều Tần Tam nghe qua đại lão gia nói, cũng biết người trước mắt là bằng hữu của thiếu tông chủ quyên Nguyên Tông, lập tức chấp tay nói vị huynh đệ này, tại hạ chính là Tần Tam, nhưng hình như ta không quen ngươi thì phải. Đúng vào lúc này, đằng thanh hổ tỉnh ngộ hơi chậm một chút trốt cuộc đã chạy tới. Không nhận ra ta. Vẻ mặt đằng thanh sơn càng thêm lạnh lẽo. Tần Tam. Còn nhận ra gia gia ngươi không? Một tiếng quát to, đằng thanh hổ bỗng chốc xông vào trong phòng, bộ dáng như hổ điên, chen tay với lấy ghế gỗ ở bên cạnh, mấy ngàn cân khí lực trót vào trong chiếc ghế, lập tức hung hăng đập về phía Tần Tam. Hay! Chiếc ghế ập xuống, Tần Tâm còn có chút mông mùi cũng cáu giận, lũ chó đẻ từ đâu ra. Đồng thời rút trường kiếm ngang hông ra hung hăng chém lên ghế gỗ. Bồng! Chiếc ghế vỡ vụn, từng mảnh ghế vụn bay tứ tán, có mảnh đập lên người Tần Tam, cũng có mảnh đập lên mâm thức ăn trên bàn, mâm thì bị đập vỡ vụn, thức ăn cũng bắn tung tóe. Nhất thời cả phòng ngập tiếng kinh hô, Lý Thanh Ngọc kia vội cúi người, bảo vệ con mình. Dừng tay. Lý Thanh Ngọc cùng trượng phu lưu như phong của nàng gần như đồng thời mắng giận. Nhưng đằng Thanh Hổ đang bị lửa giận tràn ngập trong lòng nào còn biết dừng tay. Nên biết. Trong ba người tàn phế đó có một người chính là hàng xóm từ nhỏ đã hết sức chiều chuộng đằng Thanh Hổ, đằng Thanh Hổ rất quý vị nhị thúc này, vào đội thợ săn cũng là do vị nhị thúc dẫn hắn theo. Lần cường đạo cướp giết đó, nhị thúc cục mất một chân, một hán tử thiện lương cả đời đã bị phế chết đi cho ta đằng thanh hổ cúi người quét chân một cái thanh hổ đằng thanh sơn vội quát lần này ra ngoài mọi người không mang bính khí đằng thanh hổ nếu cầm trường thương cũng không chắc chắn có thể thắng càng huống chi hiện tại không có binh khí tìm chết tần tam là một kẻ tâm ngoan thủ lạc hắn không chọc người đã tốt lắm rồi ai lại dám trêu chọc hắn hiện tại người khác muốn giết hắn hắn nào còn quan tâm đến điều gì khác cả người nhảy lên né một cú quét chân này đồng thời tay phải cầm thanh trường kiếm hung hăng bổ xuống phía dưới đằng thanh hổ vồ lấy chân chiếc bàn bốn chân bên cạnh hay chiếc bàn lập tức tung lên đập lên người tầng tam hừ tầng tam cười lạnh trường kiếm trực tiếp bổ nát chiếc bàn vuông sau đó kiếm thế liên tiếp không giảm trực tiếp bổ về phía đặng thanh hổ đúng vào một khắc này vút một tia hàng quang lóe lên trong nhã gian rồi vụt tắt a à. một tiếng hét thảm trường kiếm trong tay tần tâm không tự chủ rời khỏi tay chết đi đằng thanh hổ lại đá lên một cước vào lòng ngực tần tam tay trái tần tam đỡ tay phải đồng thời lúc rơi xuống chân phải nhẹ nhàng đá vào đằng thanh hổ cả người mượn thế bay vọt ra sau một trường hóa giải lực xung kích này rồi mới rơi xuống. Sắc mặt hắn trắng bệt, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Cổ tay phải hắn đang cắm một ngọn phi đao. Phi đao thực nhanh. Trong đôi mắt lưu như phong lóe hàng quang, không nhìn được nhìn về phía đằng Thanh Sơn đã ném phi đao kia, đằng Thanh Sơn vừa rồi nhìn thấy đằng Thanh Hổ có nguy hiểm, đương nhiên phải ra tay. Dừng tay. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hãy nói cho rõ ràng. Lý lão gia phẫn nộ quát. Tiểu tử, chịu chết đi. Hai tên hộ vệ khác thấy sư đệ mình bị bắn thủng cổ tay, không khỏi giận dữ. Hai người soạn, soạn, hai tiếng, rút trường kiếm ra. Dừng tay. Lý lão gia cũng quát bọn chúng. Lão gia. Một hộ vệ trong đó vội la lên. Lý lão gia lạnh lùng nói, biết rõ sự việc rồi hãy nói. Sau đó hắn nhìn về phía đằng thanh sơn nơi cửa, lúc này thiếu tông chủ Gia Cát Vân và Gia Cát Thanh cũng đã đến cửa Nhã Giang. Lý lão Gia khuôn mặt bình tĩnh nói, thiếu tông chủ, vì bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện gì vậy, không hỏi phải trái vừa bước vào liền muốn giết hộ vệ của ta. Còn khiến một bàn yến tiệc ngon của ta biến thành thế này đây. Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh hai người cũng rất mơ hồ. Có điều Gia Cát Vân lại cười đùa nói, Lý Đại Lão Gia, ngươi sốt ruột cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một bàn yến tiệc sao, nếu chúng ta không đúng ta sẽ bồi thường bạn khác cho ngươi có điều trước đó chúng ta phải xem xem rốt cục là ai đúng ai sai phải không ta cũng rất muốn biết chân tướng sự việc lý lão gia lạnh giọng nói đằng đại ca xảy ra chuyện gì vậy gia cát vân nhìn về phía đằng thanh sơn đằng thanh hổ lại nóng nảy tức giận nói còn hỏi xảy ra chuyện gì à ngươi để cho tên tần tam kia tự nói đi nói xong liền nhìn chầm chầm gắt gao vào tần tam đang đỡ cổ tay kia, tần tam, người sẽ không quên đằng gia trang chứ, sẽ không quên một vạn lượng bạc kia chứ. Đằng Thanh Sơn cũng lạnh lùng nhìn chầm chầm tần tam. Đằng gia trang, một vạn lượng bạc, chính tần tam cũng rất mơ hồ. Mấy năm nay theo đằng sau lão gia, tần tam cũng thầm vụng trộm tham ô không ít bạc. Có điều đều là ẩu đã nhỏ, lý lão gia kia cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi. Còn về đặng gia trang, chuyện đã trôi qua 7 năm, trong thiên hạ các loại thôn trang như Lý gia trang, Vương gia trang nhiều không kể xiết, Tần Tam hắn đâu còn nhớ rõ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tần Tam rút phía đau nơi cổ tay ra, điểm huyệt cầm máu, bước lên hai bước, đứng ngang hàng với hai tên sư huynh của mình, tức giận quát, "Ta vốn không nhận ra các ngươi." "Thiếu tông chủ, ngươi nghe thấy rồi chứ?" Lý lão gia trầm giọng nói. "Hô" đặng thanh sơn trong nháy mắt liền di chuyển nhã gian vô cớ nổi lên một cơn gió hai tên sư huynh bên cạnh tầng tam sắc mặt đại biến tìm chết quát to một tiếng rồi vội vàng đâm trường kiếm trong tay nhưng chỉ nghe thấy bồng bồng hai tiếng hai người này lập tức bị hất bay sau đó nặng nề ngã trên đất miệng tràn máu tươi hai người vội bò dậy trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi cao thủ hai sư huynh đệ bọn chúng đều đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong nào ngờ tay cầm trường kiếm ở trước mặt Thanh Sơn đều không đánh lại được một hiệp. Chúng đâu biết. Đặng Thanh Sơn vốn chính là hình ý quyền tông sư, tay không cận chiến chính là cực kỳ am hiểu. Nhãn lực của Thanh Sơn, hai cú băng quyền lập tức khiến hai người trọng thương. Không có sư huynh đệ ở bên, Tần Tam đã quýnh đít lên. a, à, Tần Tam điên cùng kia, tay trái còn tốt phản phất như vuốt sắt, vồ lấy đầu Thanh Sơn. Không ai có thể hoài nghi, mấy ngón tay này của tần tam tuyệt đối có thể xuyên phá xương sọ. Đằng thanh sơn vương tay tóm lấy cổ tay tần tam rồi khẽ vặn. Rắc. Cả người tần tam gập xuống lưng, khuôn mặt đau đớn trở nên trắng bệch. các ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhận ra các ngươi. Không nhận ra chúng ta. Đằng thanh sơn lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, bảy năm trước. Các ngươi đặt tại đằng gia trang chúng ta 182 thanh bích hàng đao, ngươi trả đặt cọc 8 ngàn lượng hơn ba mươi hán tử đằng gia trang chúng ta tự thân đưa bích hàng đao đến dương châu thương hội ở nghi thành ngươi còn nhớ chứ con mắt tần tam bỗng chốc trợn tròn kia đám sơn dân đã chết trong mắt tần tam đám sơn dân kia sớm đã bị cường đạo giết chết rồi mặc dù đám cường đạo đánh cướp không thanh ngược lại bị giết nhưng cũng không có báo tin tức này cho tần tam ha ha sơn dân đã chết đặng thanh sơn cười lạnh đúng đúng chúng ta suýt nữa thì chết cũng may đám cường đạo đó thực lực rất tầm thường đã giết chúng ta không thành ngược lại bị tộc nhân chúng ta giết chết có điều chúng ta cũng biết là ngươi là ngươi sai người tiết lộ tin tức cho đám cường đạo nói rằng chúng ta có một vạn ngân phiếu đúng không trong đôi mắt tần tam đầy vẻ khó tin đằng thanh hổ cũng gào thét lũ khốn nạn các ngươi lúc ấy chúng ta tới Dương Châu hội quán đã biết tiểu tử ngươi không phải thứ gì tốt đẹp. Bích hàng đao, ngươi và lão gia ngươi nói là 150 lượng bạc một thanh, nhưng trả cho chúng ta chỉ có 100 lượng. Rồi sau đó cố ý dùng nội kình phá hỏng một thanh bích hàng đao, muốn đổ oan cho chúng ta, không trả một vạn lượng bạc cho chúng ta. Ngươi là đại nhân vật, là nội kình cao thủ. Không tham ô được bạc liền trút giận lên đám sơn dân nghèo khó chúng ta. Trận chiến với cường đạo đó, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhị thúc cả đời đã bị tàn phế, thường xuyên ở cạnh luyện võ trường ngay ngóc xem những tộc nhân khác luyện thương, lén lén lau nước mắt. Ngươi, đều do ngươi." Đặng Thanh Hổ gào thét. Cả nhã gian chỉ có tiếng gào thét của Đặng Thanh Hổ, những người khác đều im lặng. Mọi người đều hiểu được chuyện đã trải qua. Là bọn họ, cha, bọn họ là người trong đám sơn dân kia. Lý Thanh Ngọc thấp giọng nói: Ta biết. Sắc mặt Lý Lão gia vô cùng khó coi. Hộ vệ Tần Tam này của hắn tay chân không sạch sẽ, đẩy lòng Lý Lão gia cũng rõ ràng. Có điều Tần Tam rất thông minh, biết người nào có thể đắc tội người nào không. Theo hắn nhiều năm như vậy cũng không gây ra đại họa gì, hắn cũng không quan tâm cho lắm. Ai ngờ đám sơn dân nghèo khổ ngày ấy không ngờ lại sinh ra hai cao thủ. Vì thế sự báo thù của đám sơn dân nghèo khổ đã tới rồi vị này chắc hẳn là đằng huynh đệ lý lão gia cười nói sự việc xảy ra ta cũng hiểu hết thảy đều là do hộ vệ của ta không đúng có điều chuyện xảy ra cũng chẳng cách nào cứu vãn được nữa vẫn mong đằng huynh đệ cho ta chút thể diện tha mạng cho hắn ta chắc chắn sẽ đền bù đầy đủ cho các ngươi đằng thanh sơn ngoái đầu liếc hắn trên mặt lộ ra nụ cười lãnh khóc vị lý lão gia này ta giết nữ nhi nữ tế ngươi cho ngươi ít bạc ngươi đáp ứng không đằng thanh sơn nhìn chằm chằm hắn đồng thời trên tay trái đằng thanh sơn xuất hiện một ngọn phi đao lý lão gia thường người hắn không chút hoài nghi đằng thanh sơn sẽ vung ngọn phi đao ra điều này lý lão gia lưỡng lự thế nên ngươi hay hơn hết là ngậm miệng lại đằng thanh sơn ánh mắt lạnh lẽo sau đó quay đầu nhìn sang tầng tam bị hắn vặn gãy tay, tầng tam, trong mắt ngươi đám người sơn dân nghèo khó chúng ta lúc ấy chỉ là con kiến, ngươi muốn giẫm chết thì giẫm chết. Mà hôm nay, trong mắt ta ngươi chính là một con kiến. Ta bây giờ cũng muốn giẫm chết ngươi. Hai huynh muội gia các vân, gia các thanh đều yên lặng nhìn một màn này. Gia các thanh bị hù dọa, nàng từ trước tới giờ không nghĩ đến, đằng thanh sơn luôn luôn mỉm cười, lễ phép chính chắn kia không ngờ lại có lúc lạnh lùng đáng sợ đến thế. gia cát vân thì ngược lại, trong mắt hắn không ngờ lại nổi lên quang mang hưng phấn. dừng tay. hai tên sư huynh kia đều quát lên, tên tần đại trong đó càng quát, đằng huynh đệ, chuyện này là sư đệ ta không đúng, có điều vẫn mong ngươi tha mạng cho sư đệ ta. gã là đệ tử của kim kiếm môn ta, ngươi giết hắn chính là trở thành kẻ địch của kim kiếm môn ta, hắn cho dù chết cũng phải do sư môn ta xử trí vẫn mong trong mắt tần tam cũng có chút khát vọng sống sót thanh sơn giết hắn đi tên này ta nằm mơ cũng đều muốn giết hắn đằng thanh hổ hét tay trái đằng thanh sơn duỗi ra Chọc lấy yết hầu tần tam không tần tam sắc mặt đại biến đằng thanh sơn lạnh lùng nhìn tần tam ngón tay vừa dụng lực rắc tiếng khớp xương vỡ vụn Tần Tam liều mạng hít thở nhưng hắn cũng chẳng cách nào hít thở được nữa, sắc mặt hắn trắng bệt, trong đôi mắt còn mang theo liên tiếp vẻ không cam tâm, sợ hãi, oán hận sau đó ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Đặng Thanh Sơn buông tay, cả người Tần Tam mềm nhũng đổ xuống đất. Đã chết. Ngươi, ngươi. Hai tên sư huynh tỏ vẻ nóng nảy. Địch nhân của ta, muốn giết ta tự mình động thủ. Không cần kim kiếm môn các ngươi giúp, đằng thanh sơn lạnh lùng liếc sang hai người một cái kim kiếm môn các ngươi nếu có người muốn báo thù ta lúc nào cũng tiếp thanh hổ chúng ta đi thanh hổ nhìn thoáng qua tầng tam nằm trên đất hung hăng nhổ một bãi nước bọt cứt chó lúc này mới theo đằng thanh sơn đi đằng thanh sơn và đằng thanh hổ quay đầu đi về phía ngoài cửa đột nhiên đi được nửa đường đằng thanh sơn khựng lại ngoảnh đầu nhìn về phía hai sư huynh đệ đúng rồi tiện đây nói một câu kim kiếm môn các ngươi tìm người báo thù, đừng tìm sai người. Các ngươi nghe cho rõ đây, ta tên Đặng Thanh Sơn. Chương 92, tầng thứ 6 Đặng Thanh Sơn, Đặng Thanh Hổ hai người đi về phía ngoài cửa. Mà đứng ngay cửa, thiếu tông chủ gia các vân cười nhạo nhìn hai sư huynh để tần đại nói, kim kiếm môn. Ha ha! Thế nào, không ngờ dám uy hiếp người của quy nguyên tông ta ư? Đừng nói là hai hậu bối đệ tử như các ngươi, cho dù là môn chủ kim kiếm môn của các ngươi, cũng không dám ở địa bàn quy nguyên tông nói những lời này. Vẻ mặt như cười như không. Sư huynh đệ Tần Đại, hai người đều ngẩn ra. Việc này, thiếu, thiếu tông chủ. Tần Đại lắp bắp, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Thiếu tông chủ, hai tên tiểu tử bọn chúng không hiểu chuyện, bọn chúng cũng chỉ vì cứu sư đệ mới nói như vậy, trên đời này đó cũng là một đạo lý hiển nhiên. Chuyện này Tần Tam đã sai chết cũng không trách được người khác. Xin thiếu tông chủ chớ trách. Lý lão gia lúc này cũng vội vàng nói. Hừ. Thiếu tông chủ gia các vân lúc này mới cười lạnh một tiếng, quay đầu dẫn mùi mùi theo hai người đằng thanh sơn, đằng thanh hổ cùng rời đi. Bên trong nhã gian đổ nát, lúc này mới trở về an tĩnh. Hai người các ngươi cũng thật hồ đồ. Lý lão gia sắc mặt trầm xuống, hướng hai người tần đại, tần nhị trách mắng, tần tam, Tên tiểu tử này tay chân không sạch sẽ, chọc người, chết cũng bỏ qua đi. Hai người các ngươi lời nói thốt ra cũng không nhìn cho rõ đối phương là ai. Đó chính là Quy Nguyên Tông, kim kiếm môn các ngươi tại Từ Dương quận nhàn nhã qua ngày, cho rằng địch nhân không đủ lợi hại hả? Vương lão ca chèo chống kim kiếm môn dễ dàng sao? Nếu như bởi vì hai người các ngươi mà trở mặt với Quy Nguyên Tông, e rằng kim kiếm môn cũng không trụ được bao lâu nữa đâu. Tần Đại tần nhị hai người nhất thời đầm đìa mồ hôi lạnh. Trên cửu châu đại địa này, tông phái cũng có phân chia cao thấp. Cửu châu bác đại tông phái, không cần tranh cãi, mỗi một tông phái đều cực kỳ cường đại. Mà quy nguyên tông, có thể nắm giữ địa bàn một quận, truyền thừa hơn ngàn năm, thăm căn cố đế. Chỉ riêng tông chủ gia các nguyên hồng đã là siêu cấp cường giả trên cửu châu đại địa. Ngay cả thanh hồ đảo cũng không hy vọng tùy tiện trêu chọc quy nguyên tông. Quy Nguyên Tông, ở trên cửu châu đại địa, cũng được xem như là một đại tông phái. Trong 13 quận của Dương Châu, ngoại trừ 9 quận do Thanh Hồ Đảo khống chế, cùng với hai quận do Quy Nguyên Tông và Thiết Y Môn khống chế, bên trong coi như còn có chút an bình. Hai quận còn lại đều hỗn loạn. Trong đó từ Dương Quận, chỉ riêng một vài tiểu tông phái lộn xộn cũng đã có hơn chục, các thế lực cường đạo thổ phỉ cũng rất nhiều. Các tông phái đó, lâu dài thì trụ được trăm năm, ngắn thì mấy năm đã bị tiêu diệt. Sau đó lại có tông phái mới thành lập. Cái người ta gọi là tông phái này, so với Quy Nguyên Tông, chính là con kiến so với con voi. Chênh lệch thật sự rất lớn. Kim kiếm môn tại Từ Dương quận mặc dù cũng được xem như tông phái tương đối lợi hại, nhưng so sánh với Quy Nguyên Tông thì còn kém quá xa. Bởi vì Kim kiếm môn, một tiên thiên cường giả cũng không có. Tần Đại, Lưu Như Phong cũng câu mày nói trước kia, ta thấy ngươi làm việc cũng xem như chín chắn. Hôm nay như thế nào lại hồ đồ như vậy, thực lực của đằng Thanh Sơn kia, ta thấy trừ phi là kim kiếm môn môn chủ đích thân đến, nếu không, e là không ai địch nổi. Lưu Như Phong là hạch tâm đệ tử của Thanh Hồ Đảo. Nhưng hắn tại Thanh Hồ Đảo cũng nghe nói đến một vài đại danh cao thủ của Quy Nguyên Tông. Đặc biệt Tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng, trên cửu châu đại địa, ai nguyện ý trêu chọc Gia Cát Nguyên Hồng. Tần đại bất đắc dĩ bi ai nói, tam sư đệ hắn mặc dù bình thường đối nhân sự thế kém một chút, nhưng dù sao từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau tập võ, hơn 10 năm, cảm tình cũng sâu đậm. Đặng Thanh Sơn muốn giết tam sư đệ, ta vừa rồi nóng nảy nên mới nói như vậy, cũng chỉ hy vọng là hắn có thể nể mặt kim kiếm môn ta, tha cho tam sư đệ một mạng. Chỉ cách là ta cùng đại sư huynh tài nghệ không bằng người. Sắc mặt tần nhị cũng bị thương. Lý lão gia cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể tầng tam, thở dài một tiếng nói, được rồi, đem tầng tam hậu tán đi, chuyện này coi như xong, không cho phép nhắc lại nữa. Đằng Thanh Sơn kia tuổi còn trẻ, thủ đoạn lợi hại như vậy, lại cùng thiếu tông chủ quan hệ không nhỏ, sau này tại quy nguyên tông, sợ là sẽ có địa vị cao, tốt hơn hết vẫn không nên đắc tội. Đã gây ra đến mức này, gia nhân của Lý Lão Gia cũng bồi thường cho lãm nguyệt lâu chút bạc rồi trở về bọn đằng Thanh Sơn bốn người dọc theo đường cái, qua vận Hà Kiều, rồi một đường đi dọc theo bờ đê phía đông con kênh Vũ Dương. Không nghĩ tới cuộc sống của thường dân lại là như vậy. Dọc đường đi, gia các vân, và các thanh hỏi hang hai người đằng Thanh Hổ, đằng Thanh Sơn về một ít chuyện xưa của đằng Gia Trang, và các vân giọng căm hận nói, dết hay lắm, cái loại hỗn tạp này, đáng chết. Thiếu tông chủ. Đặng Thanh Sơn vừa mở miệng. Gia Cát Vân liền bất mãn nói, đằng đại ca, ta gọi Huynh là đại ca, ta không thích nhất là người khác gọi ta là thiếu tông chủ, ưng, ừ, Huynh cứ gọi ta là Tiểu Vân được rồi. Đặng Thanh Sơn hơi ngẩn ra, lập tức cười, cũng tốt, được rồi, Tiểu Vân, ta muốn hỏi một chút, kim kiếm môn này là môn phái từ đâu đến, lại dám mở miệng uy hiếp. Gia có gia quy, quân có quân quy. Ngay ngày thứ nhất tiến vào hát giáp quân, lúc ở tiệc liên hoan buổi tối các huynh đệ hát giáp quân cũng đã từng nhắc nhở đặng thanh sơn về quy củ trong hát giáp quân quy củ đơn giản bên ngoài gặp phải đánh nhau mặc kệ là có lý hay không có lý đánh thắng trước rồi mới nói mặc kệ thế nào không thể làm giảm sút thanh danh của hát giáp quân tuyên ngôn hùng hồn là như vậy tuy nhiên trong thâm tâm các quân sĩ hát giáp quân đều tự cho rằng chỉ cần không phải là bác đại tông phái Người của các tông phái khác mặc kệ mọi việc, đánh rồi mới nói. Về phần Bát Đại tông phái, vẫn phải cấp chút mặt mũi. Như Thanh Hồ đảo, dù sao cũng chiếm cứ những chính quận, so với quy nguyên tông mạnh hơn quá nhiều. Ta còn thực sự không có nghe nói qua môn phái này." Đặng Thanh Sơn tự giễu cười nói, ngay ngày thứ nhất tiến vào Hắc Giáp quân, Đặng Thanh Sơn đã nhớ kỹ tên của đại tông phái trên Cửu Châu. Đó chỉ là một tông phái nhỏ ở Từ Dương quận. Và các vân bình chân như vậy nói Trong khu vực Dương Châu, Thanh Hồ Đảo Thiết y môn cùng quy nguyên tông chúng ta Trong phạm vi 11 quận đã cấm chế người khác khai tông lập phái Cho nên các quận còn lại Các tiểu tông phái đặc biệt nhiều Thế nhưng đều là những tông phái nhỏ yếu Kim kiếm môn Hừ, muốn tiêu diệt Một đô thống xuất lĩnh nhân mã của một doanh Là có thể dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ Nga, Nguyên Lai là tại từ Dương quận Đặng Thanh Sơn chợt hiểu. Công Dương Khánh chính là đến từ Từ Dương quận. Từ Dương quận cùng Thiên Nam quận, hẳn được xem như hai quận loạn nhất của Dương Châu. Hơn nữa bình thường các đại tông phái, nội môn đệ tử ít khi chịu hạ mình làm hộ viện cho đám phú thương, bởi vì các tông phái như Thanh Hồ đảo, Quy Nguyên tông, Quan phủ chính là lực lượng bên ngoài của bọn họ, hoàn toàn có thể cho các đệ tử tiến vào quan phủ làm quan. Làm quan đương nhiên so với hộ viện phải tiêu sái hơn tiểu tông phái của Từ Dương quận cũng ngạo mạn. Đặng Thanh hổ trừng mắt. "Thanh hổ đại ca, hai người kia chỉ là hậu bối đệ tử của Kim Kiếm môn, không biết trời cao đất trọng." Gia Các Vân hừ nói, "Cha ta thường nói, người của Quy Nguyên tông ta, ở bên ngoài bất kể gặp phải ai, đánh thắng trước rồi mới nói. Chỉ cần không phải làm chuyện đại gian đại ác, hết thảy sẽ do Quy Nguyên tông ta chống đỡ." Đặng Thanh Sơn nghe xong, cười đây mới chính thức là một đại tông phái, dám nói ra lời. Được rồi. Gia Cát Vân đột nhiên hạ giọng nói, đằng đại ca, hôm nay, người đánh bại hai người kia, trong nháy mắt thì đã vọt tới trước mặt bọn chúng, khiến đối phương đều không kịp ngăn cản, tức thì bị đánh bay cả hai. Hai người kia, hẳn cũng là nhất lưu võ giả. Lực lượng, tốc độ hôm nay đằng đại ca hiển lộ, có lẽ so với ngày hôm qua mạnh hơn A. À. Ngày hôm qua, trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí bách phu trưởng. Đặng Thanh Sơn từ đầu tới cuối đều là dựa vào một cây trường thương. Tốc độ, lực lượng thân thể lộ ra rất bình thường, nhưng hôm nay, đối mặt với hai gã nhất lưu võ giả, bàn tay Trần của Đặng Thanh Sơn hiển lộ ra ưu thế áp đảo. "À, đó cũng là may mắn nhờ vào mảnh ngưu đại lực quyết." Đặng Thanh Sơn cười nói. Bên cạnh vẫn lặng lặng, và các thành có chút kinh ngạc mở miệng, "Mảnh ngưu đại lực quyết?" Hát giáp quân mảnh ngưu đại lực quyết. Thanh sơn đại ca, thực lực của huynh tăng lên, với nó có quan hệ gì? Mảnh ngưu đại lực quyết này, ta tu luyện đã tới tầng thứ sáu, cho nên sức bộc phát, tốc độ các loại đều đề thăng trên diện rộng. Đặng Thanh sơn nói thẳng. A. À, Gia Cát vân kinh hô. Tầng thứ sáu. Gia Cát thanh bị dọa phát sợ, bởi vì có khăn che mặt che kín nên nhìn không rõ vẻ mặt của Gia Cát thanh. Thanh sơn ngươi, ngươi tầng thứ sáu rồi. Đằng Thanh Hổ cũng kinh hãi. Mới vẻn vẹn một ngày a, à? Gia Cát Vân cũng không thể tin nổi. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu, đúng, mặc dù chỉ một ngày, có điều. Kỳ kinh bát mạch của ta phần lớn đã thông suốt. Cho nên, tu luyện sáu tầng trước chỉ một mạch là hoàn thành. Không có bất cứ vấn đề gì. Xong. Mảnh ngưu đại lực quyết đích xác lợi hại đã làm thực lực của ta đề cao một khoảng lớn. Gia Cát Vân chợt hiểu, nhưng hắn lại càng thán phục thêm. Ca, đã tới Bắc Đại Môn rồi. Gia Cát Thanh nói. Lúc đầu nhập tông khảo hạch, bọn đằng Thanh Sơn là từ Tây Đại Môn tiến vào, bây giờ là từ Quy Nguyên Tông Bắc Đại Môn quay về. Đằng Đại Ca, ta càng ngày càng bội phục huynh. Ta cùng mùi mùi phải về rồi. Đằng Đại Ca và Thanh Hổ Đại Ca cũng phải quay về quân doanh, chúng ta chia tay ở đây. Gia Cát Vân cười nói, liền đó huynh muội hai người rời đi. Đặng Thanh Sơn từ xa nhìn theo bóng lưng Gia Cát Vân rời đi. Biết ta tu luyện đến tầng thứ sáu. Tin tức này, hẳn là sẽ nhanh truyền đến tai Gia Cát Nguyên Hồng. Đặng Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng, ta thần thế trong sạch, đáng để lôi kéo. Có lẽ cũng nên có chút cử động. Thanh Hổ, chúng ta trở về đằng thanh sơn ngay lập tức quay đầu cùng đằng thanh hổ đi thẳng về phía quân doanh hát giáp quân hôm nay giết tận tam đằng thanh sơn căn bản không có một tia rung động bởi vì đây là thế giới của võ giả giết chóc thường xuyên phát sinh đệ tử của tiểu tông phái chết đi là chuyện rất bình thường đặc biệt đằng thanh sơn là người của quy nguyên tông kim kiếm môn kia làm sao dám trêu chọc sông pha trên cửu châu đại địa đằng thanh sơn cũng từng suy nghĩ về vấn đề an toàn của đằng gia trang tông phái bình thường đằng thanh sơn không sợ bởi vì cho dù là hậu thiên võ giả nếu như đối mặt với thiên quân vạn mã đặc biệt là đám trọng giáp chiến sĩ bị trọng giáp chiến sĩ vây sát hậu thiên cao thủ vẫn có thể dễ dàng bị giết chết chẳng hạn như tam đương gia của thiết sơn bang đó chính là hậu thiên đỉnh phong võ giả nhưng vẫn bị bạch mã doanh vây công giết chết dù sao thì đám võ giả tuy tu luyện nội kình nhưng thân thể vẫn là yếu ớt hay nắm đấm khó địch lại bốn tay đối mặt với sự vây công của quân đội hùng mạnh vẫn có thể dễ dàng bị giết chết hiện giờ đằng gia trang đã có được mấy trăm trọng giáp chiến sĩ còn có rất nhiều cung thủ vũ lực như vậy ngay cả đám mã tặc cũng không dám trêu chọc ngay cả ba nghìn thổ phỉ của duyên sơn bang đều bị giết đến hù dọa mà chạy bình thường Hậu Thiên võ giả cũng không dám trêu chọc loại thôn trang như vậy, thôn trang như vậy vốn có thể xem như một bang phái cường đại. Trong đám hậu Thiên võ giả, ngoại trừ con quái vật Đằng Thanh Sơn ra, e rằng còn chưa có ai có thể một người địch lại hàng ngàn hảo hán vũ dũng. Đằng gia trang đã cường đại, Đằng Thanh Sơn cũng không còn gì sợ hãi. Quan trọng hơn chính là trên cửu châu đại địa, chém giết lẫn nhau, rất ít liên lụy đến tông tộc nếu có người đắc tội với đằng Thanh Sơn, đằng Thanh Sơn giết không nổi đối phương, chẳng lẽ lại đi tiêu diệt tông tộc của đối phương? Loại chuyện này, trừ phi là kẻ điên cuồng, ít có người làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, sẽ bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Chương 93, Động Tâm Gia Cát Vân cùng muội muội Gia Cát Thanh đi trên con đường mòn trong Quy Nguyên Tông, lúc này Gia Cát Vân cũng đã bỏ khăn che mặt ra. Mùi mùi. Gia Cát Vân gọi, Gia Cát Thanh không phản ứng. muội muội. Gia Cát Vân lại gọi một tiếng. a, à. Gia Cát Thanh lúc này mới bừng tỉnh, trông thấy ca ca trộm cười nhìn nàng, không khỏi nhớ tới mới vừa rồi đang suy tư, không nén được có chút đỏ mặt, khẽ nói, ca, huynh gọi gì a? À? Vừa rồi suy nghĩ lung tung gì thế, gọi mùi vài tiếng muội mới nghe thấy. Gia Cát Vân hắc hắc cười nói. muội vừa rồi. Khuôn mặt Gia Cát Thanh đỏ bừng. Gia Cát Vân thấp giọng nói, nhà đầu này có phải để mặt tới thanh niên Tuấn Kiệt kia hay không? Chẳng lẽ là đằng đại ca? Gia Cát Thanh mặt đỏ như sắp nhỏ máu, có chút ngượng ngùng nói, ca, đừng nói nữa. Thực ra với tuổi của Gia Cát Thanh qua lễ mừng năm mới liền trưởng thành, cũng chính là lúc thiếu nữ hoài xuân. Ánh mắt Gia Cát Thanh không thể nói không cao, bởi vì có ca ca thiên tài như Gia Cát Vân, thiếu niên trong tông phái tầm thường nạn không thèm để mắt mà đằng thanh sơn hoành không xuất thế lúc tranh đoạt bách phu trưởng và các thanh đã có chút để ý đằng thanh sơn lần này mời đằng thanh sơn ra ngoài ăn cơm cho nên hắn mới đi theo quan trọng nhất chính là khi đằng thanh sơn vết tận tam kia cổ khí thế ương ngạnh đó đã khiến gia các thanh rung động gia các thanh không nói rõ được là sợ hãi hay là cái gì tóm lại ấn tượng của đằng thanh sơn ở trong lòng nàng càng khắc thêm sâu nói là yêu đương thì còn quá sớm nhưng ít nhất, đáy lòng gia các thanh đã có hình bóng của đằng Thanh Sơn. Ta đã đoán đúng, cũng khó trách, mẫu người tuấn kiệt như đằng đại ca, thích cũng không lạ. Đám sư tỷ sư mùi trong tông phái, đều hỏi qua ta vị nhất lưu võ giả 16 tuổi đằng đại ca này đấy. Mùi mùi, mùi phải cẩn thận. Đằng đại ca bị người ta cướp đi. Mùi sau này hối hận cũng không kịp đâu. Gia Cát Vân cười nhạo nói. Hứ, ca ca thích dễu cợt muội. Gia Cát Thanh quay đầu, cố ý không thèm nhìn Gia Cát Vân, nhưng đấy lòng Gia Cát Thanh lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ta thật sự thích đằng đại ca. Chuyện tình yêu vốn rất mơ hồ. Có yêu hay không rất khó xác định. Cõi lòng Gia Cát Thanh trong lúc nhất thời giấy lên rất nhiều tâm tư hỗn loạn. Hai đứa các ngươi đã muộn như vậy còn chạy đi đâu vậy? Lúc này, nơi không xa vang lên một thanh âm quen thuộc. Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh quay đầu nhìn, chỉ thấy trước căn phòng nọ, Gia Cát Nguyên Hồng toàn thân áo bào trắng đang ngồi trước bàn cờ, một thân một mình cầm kỳ phổ cờ vây, bàn cờ trước người ông cũng bày biện bố trận cờ vây phức tạp. Cha Gia Cát Vân, Gia Cát Thanh vội hô đồng thời đi tới. Cha, lại đánh cờ A, con xoa bóp vai cho cha. Gia Cát Thanh lanh lợi chạy đến đằng sau Gia Cát Nguyên Hồng, đấm lưng bóp vai cho Gia Cát Nguyên Hồng. Vân Nhi, đi đâu vậy? Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. Gia Cát Nguyên Hồng là một phụ thân tương đối hiền lành, nhi tử nữ nhi, đấy lòng mặc dù có chút kính sợ đối với phụ thân nhưng bình thường lại rất vui vẻ ầm ỉ. Con cùng mùi mùi hôm nay mời hai huynh đệ đặng thanh sơn, đặng thanh hổ ra ngoài ăn tối. Gia Cát Vân bất đắc dĩ nói, nhưng thế nào cũng không ngờ được, cơm ăn đến một nửa, lại gặp phải chuyện phiền toái. Đặng Thanh Sơn đại ca gặp cựu địch cũ, hắn còn giận dữ giết người đó. Hả? thần sắc gia cát nguyên hồng không chút nào biến hóa cười nhạt nói ngươi đem chuyện xảy qua cẩn thận nói cho ta nghe một chút cha là thế này gia cát vân lập tức bắt đầu kể lại thanh cô nương đang đắm lưng bóp vai cũng chốc chốc ở một bên kể lại trong chốc lát liền nói lại chuyện này một lần gia cát nguyên hồng nghe xong không khỏi gật đầu khen đặng thanh sơn này sát phạt quả thật cũng quyết đoán đối với cái gọi kim kiếm môn kia gia cát nguyên hồng căn bản không thèm để ý trong mắt gia các nguyên hồng, kim kiếm môn chỉ là một con kiến, giẫm một cái lập tức có thể giẫm chết. Căn bản không đáng lãng phí tinh thần. Đúng rồi, cha. Thanh cô nương vội nói, đằng đại ca hôm nay lúc giết tên Tần Tam kia, rất dễ dàng đánh bại hai sư huynh của Tần Tam. Sau đó chúng con hỏi đằng đại ca. Mới biết, đằng đại ca không ngờ đã đạt tới mảnh ngưu đại lực quyết tầng thứ sáu. Mùi mùi nói rất đúng, Gia Cát Vân cũng hưng phấn nói, đích xác là tầng thứ sáu, vẻn vẹn một ngày đã đạt tới mảnh ngưu đại lực quyết tầng thứ sáu. Đặng Thanh Sơn còn nói, kỳ kinh bát mạch của hắn phần lớn đều thông suốt nên tu luyện mới nhanh như vậy. Ô! Đôi mắt Gia Cát Nguyên Hồng sáng lên. Thanh Cô Nương nói, hiện tại đặng đại ca nếu tỉ thí với nhạc tùng đại ca lần nữa, khẳng định rất dễ dàng có thể đánh bại nhạc tùng đại ca. Ngay sau đó trong mắt Thanh Cô Nương hiện lên một tia giảo hoạt, hạ giọng nói cha à đằng đại ca tu luyện đến tầng thứ sáu mà bí tịch trên tấm bia đá chỉ có sáu tầng trước phương pháp tu luyện ba tầng sau chúng ta có nên cho đằng đại ca hay không a gia cát vân không khỏi liếc mắt mùi mùi mình một cái đúng vậy cha đằng đại ca hiện tại không có bí tịch tu luyện thực lực không cách nào đề thăng rất lãng phí thời gian a gia cát vân cũng nói các ngươi cùng đằng thanh sơn quan hệ cũng rất không tệ a à? có điều mảnh ngưu đại lực quyết dù sao cũng là nhân cấp bí tịch của quy nguyên tông ta. Sáu tầng trước có thể công khai nhưng ba tầng sau không dễ dàng truyền ra ngoài. Đằng Thanh Sơn hắn dù sao cũng chỉ là mới gia nhập hát giáp quân chúng ta thôi. Gia các Nguyên Hồng nói, chờ hắn ở hát giáp quân mấy năm, hoặc là lập công lớn, rồi hãy nói. Mấy năm? Lập công lớn? Thanh cô nương ở bên trước mặt người khác thì dịu dàng ít nói, nhưng ở trước mặt cha nạn lại biết nũng nịu chọc ghẹo, cha, nhạc tùng kia, cha không phải cho phép hắn tận tình xem tất cả nhân cấp bí tịch sao. Hắn cũng chỉ là mới gia nhập tông phái. Hắn là hắn, đằng thanh sơn là đằng thanh sơn. Và các nguyên hồng cố ý không đáp ứng, nhạc tùng là đệ tử ngụy vu nhai, và các nguyên hồng chịu sự nhờ vả của ngụy vu nhai, đương nhiên sẽ nhiệt tình chiêu đãi lớp hậu bối như nhạc tùng này. Thanh cô nương đứng ở đó, cố ý lạnh mặt không nói lời nào. Ô, xem ra nữ nhi bảo bối của ta để mắt đến đằng Thanh Sơn kia rồi. Nếu đã như vậy. Vân Nhi, ngươi giúp Thanh Thanh tới mật thất lấy một quyển mảnh ngưu đại lực quyết đầy đủ. Lựa lúc đưa cho đằng Thanh Sơn. Gia các nguyên hồng bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, đây là nữ nhi của ta muốn cho đằng Thanh Sơn bí tịch, nếu không cho sau này chẳng ai có thể đấm lưng bóp vai cho kẻ làm cha như ta nữa. Vâng, thưa cha. Gia các vân vui vẻ đáp. Thanh cô nương mặt có chút đỏ. Cha, con về ngủ đây. Thanh cô nương lập tức chạy như bay rời đi. Cha, con cũng về trước. Gia Cát Vân nói một tiếng rồi cũng rời theo. Gia Cát Nguyên Hồng trong hai đứa con, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, lập tức nhìn thoáng qua hướng hát giáp quân, đặng Thanh Sơn không ngờ một mạch luyện đến tầng thứ sáu, xem ra ta suy đoán không sai. Hắn đích xác có kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo mới có nhiều nội kinh như vậy, dựa vào thiên tài địa bảo thay đổi thể chất của hắn, đã thông nhiều kinh mạch như vậy, mảnh ngưu đại lực quyết đành giao cho ngươi, xem ngươi dựa vào quyển mảnh ngưu đại lực quyết này có thể đạt tới trình độ nào. Muốn làm nữ tế của ta? Phải cẩn thận xem xem. Gia các Nguyên Hồng lập tức không suy nghĩ nhiều thêm nữa, lại vùi đầu đắm chìm vào trong ván cờ của hắn. Đêm khuya. Đằng Thanh Hổ đã sớm đi ngủ, nhưng đằng Thanh Sơn vẫn ở trong trong đình viện khoanh chân tỉnh tu, nội gia quyền đã sớm tu luyện đến cực điểm, ngũ tạng lục phủ, khí huyết lưu động, đằng Thanh Sơn có thể khống chế hoàng mỹ, dưới loại trạng thái tỉnh tu này, hô hấp yếu ớt đến mức gần như không cách nào phát hiện, trống ngực càng chậm lại đến nỗi mỗi phút đồng hồ chỉ có mấy lần. Khoanh chân rơi vào không ninh chi cảnh tỉnh tu một canh giờ, đã hơn cả giấc ngủ ba bốn canh giờ. Lúc bình minh thay thế bóng đêm, trong thiên địa xuất hiện những tia sáng đầu tiên thì đặng thanh sơn mở mắt lập tức đứng dậy đặng thanh sơn liền tập tam thể thức trong thời gian một tách trà rồi dừng lại năm ấy nội gia quyền đạt tới tông sư cảnh giới mọi người tưởng rằng đã đạt tới cực hạn nhưng cơ tế khả tổ sư sáng tạo ra hổ hình thông thần thuật có thể khiến thực lực tông sư lại một lần nữa tăng lên ta hiện tại lại đạt tới cực hạn trước nay chưa từng có Ta có thể giống như cơ tế khả tổ sư dựa trên cơ sở của tiền nhân sáng tạo ra bí pháp mạnh hơn, tiếp tục đề cao uy lực nội gia quyền hay không? Nội gia quyền là căn bản của Đặng Thanh Sơn. Hiện giờ hổ hình thông thần thuật đối với Đặng Thanh Sơn đã không có hiệu quả, lực lượng thân thể đã đạt tới một cực hạn không cách nào tăng thêm được nữa. Hình ý quyền có nguồn gốc từ Tam thể thức, ta chỉ có thể từ trong Tam thể thức trung tìm ra đáp án. Nhưng tìm thế nào đặng thanh sơn cũng cảm thấy trong quá trình diễn biến thương pháp cảnh giới quyền pháp của mình so với kiếp trước cao hơn không ít nhưng điều này đối với sự đề thăng tố chất thân thể của mình tạm thời cũng không có trợ giúp bỏ đi sáng tạo ra nội gia quyền đỉnh phong cao hơn ngàn năm qua cũng không có ai đột phá thêm nữa không thể nóng vội hiện tại để tăng cường thực lực thì biện pháp duy nhất chính là dựa vào nội kình đặng thanh sơn rất rõ ràng điểm này hiện giờ mảnh ngưu đại lực quyết của mình đã tu luyện đến tầng thứ sáu. Với khả năng chịu đựng của kinh mạch mình, có thể có sức bộc phát khoảng 3 vạn cân. Kết hợp với hai tay 18 vạn cân cự lực của mình, mình nếu như lực lượng gân cốt, lực lượng nội kinh đồng thời bộc phát, lực lượng hai tay phải vượt qua 20 vạn cân. Đối với võ giả lợi hại mà nói, thân thể đều là tương đối yếu ớt, bình thường có một hai ngàn cân khí lực đã xem như không tệ, so sánh với nội kinh có thể bỏ qua nhưng đằng thanh sơn lại trái ngược hoàn toàn, thân thể của hắn lại càng mạnh hơn. Chỉ đáng tiếc, mảnh ngưu đại lực quyết kia ta chỉ có sáu tầng trước, ba tầng sau không biết lúc nào có thể giành được. Trong lòng đằng thanh sơn thầm nhủ. Sáng sớm hôm đó, sau khi ăn sáng xong, đám quân sĩ hắc giáp quân lại bắt đầu thần luyện. Hay, ha, các quân sĩ mặc trọng giáp lần lượt đâm trường thương. Đặng Thanh Sơn luyện tập thương pháp ở ngay cạnh bách nhân đội của mình, có điều luyện tập khác xa với đám quân sĩ. Trường thương trong tay Đặng Thanh Sơn đâm ra với tốc độ cực nhanh, đã huyển hóa ra hơn 10 đạo ảo ảnh, thương này nối tiếp thương kia, phản phất như một vòng luân hồi liên miên bất tuyệt. Đại nhân, đại nhân. Đám quân sĩ luyện thương này đột nhiên hô. Y. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía những quân sĩ ấy một quân sĩ trong đó vội chỉ về phía bên cạnh không xa, đại nhân, bên kia. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn, chỉ thấy cạnh thao trường, và các thanh toàn thân lục y đang vẫy tay về phía bên này. Đặng Thanh Sơn lúc này mới thu thương đi về phía bên đó. Thanh cô nương, sao cô lại tới đây? Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. À, là ca ca muội. Và các thanh nói, huynh ấy ngày hôm qua mượn cha muội quyển mảnh ngưu đại lực quyết này tuy nhiên hiện tại huynh ấy đang ở tu luyện, không có thời gian cho nên bảo muội qua đây một chuyến, đem mảnh ngưu đại lực quyết này cho huynh. Đây chính là bản đầy đủ, nội dung chính tầng đều có. Nói xong liền lấy ra từ trong ngực một quyển thư tịch bọc vải. Đằng Thanh Sơn mừng rỡ, giúp ta cảm ơn ca ca của cô, cũng cảm ơn Thanh cô nương đã khổ cực một chuyến. Hết chương 93. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé